chương 5140, Tôn Thiên Việt, chuyện gì xảy ra, một chút tu sĩ lên tiếng hỏi, bọn họ mới vừa đến nơi này, đối với nơi này chuyện đã xảy ra không phải là đặc biệt hiểu rõ. Có tu sĩ liền đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói rồi ra ngoài, làm những tu sĩ kia nghe được lúc trước chuyện đã xảy ra về sau, nhất thời vô cùng khiếp sợ, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về rồi lâm phong, tất cả mọi người đang suy đoán lâm phong thân phận. Dám ở thiên thủy thành nhục nhã thủy gia, tôn ra nhóm thế lực tu sĩ, đã không thể dùng gan lớn bao ngày qua hình dung. Cho nên rất nhiều người đều đối Lâm Phong vô cùng hiếu kỳ, không phải là mãnh long bất quá giang A, à. Lâm Phong tuyệt đối là một tôn khủng bố tồn tại, bằng không mà nói, cũng sẽ không lớn gan như vậy bao thiên, mà lúc trước Lâm Phong thể hiện ra tới thực lực, cũng chỉ là bản thân rất nhỏ một bộ phận thực lực mà thôi, thực lực chân chính bây giờ còn không có thể hiện ra tới đâu. Đối với cái này một chút, mọi người là tin tưởng không nghi ngờ. Người trẻ tuổi, người như vậy nhục nhã bọn họ, người có từng biết mình đang làm những gì sao? Làm người hẳn là lưu lại một đường mới tốt, bằng không mà nói, sẽ rước họa vào thân. Thời điểm này một giọng nói bỗng nhiên cứ thế truyền ra, hiển nhiên có cường giả đang âm thầm uy hiếp Lâm Phong. Lâm Phong thản nhiên nói, ta cảm thấy được những gia tộc này hẳn là cảm tạ ta mới đúng, suốt cuộc, ta bây giờ đang ở giáo đạo bọn người kia làm người xử sự đạo lý, trên cái thế giới này, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, làm người hay là đừng kiêu ngạo như vậy tốt, đụng phải ta còn đâu có bởi vì ta cái này người không quá thích giết người nếu là chọc tới rồi cái khác cường giả những người này nói không chừng cũng sớm đã đầu thân chỗ khác biệt rồi đến cuối cùng thậm chí ngay cả mệt mỏi rồi sau lưng mình gia tộc đạo kia thanh âm lần nữa truyền ra người nói bọn họ lớn lối chẳng lẽ ngươi không lớn lối sao các ngươi đều là chó chê mèo lắm lông mà thôi lâm phong nói ta lớn lối ta vui lòng người có bản lĩnh liền ra ngoài đánh ta a à nghe được lâm phong trả lời về sau rất nhiều người cũng không khỏi nở nụ cười khổ tại những cái kia vây xem tu sĩ xem ra lâm phong thật đúng là một cái vô sỉ ra hỏa a à. bất quá tỉ mỉ ngẫm lại nói lâm phong lớn lối cùng tôn vân cường đám người lớn lối hoàn toàn là hai khái niệm đầu tiên tôn vân cường đám người là chủ động đi ức hiếp nhục nhã người khác nhưng bọn người kia thực lực không đi ngược lại bị người khác dẫm nát rồi chân xuống tiếp theo lâm phong lớn lối là vì vì rồi tương trợ bằng hữu của mình cho nên mới triển khai rồi phản kích. Lâm Phong thuộc về loại kia không chủ động trêu chọc người khác người, thế nhưng bị người khi dễ cũng tuyệt đối sẽ không nén giận. Không chỉ có sẽ không nén giận, còn có thể có thể sẽ gấp 10 trả cho đối phương. Ngoài ra, còn có một chút, Lâm Phong có được lấy thâm bất khả chắc tu vi, căn bản không phải Tôn Vân Cường chi lưu có thể mà so sánh với nhau. Tôn Vân Cường đám người xác thực thực lực không tầm thường. Thế nhưng tại Lâm Phong trước mặt, cùng kiến hôi gần như không có cái gì khác nhau. Thế giới này... Cuối cùng là cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực cường đại như vậy liền điệu thấp một chút, đừng cả thiên trang bức, cũng đừng cả thiên tự cho là đúng. Về phần những cái kia cường giả trang bức, những cái kia cường giả lớn lối. Bởi vì người ta có kia cái vốn liếng A, không phục, có thể A, người đi lên đem đối phương dẫm nát lòng bàn chân dưới người cũng có thể trang bức. Nếu là không có bổn sự kia nói, cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Lâm Phong hiện tại liền thuộc về ta lớn lối, ta vui lòng, ta trang bức, ta vui lòng, Ngươi không phục cũng phải cho ta nghẹn lấy tình huống." Ẩn nấp ở âm thầm cường giả lạnh lùng nói, "Tiểu bối, bổn tỏa nguyên bản ỷ vào thân phận mình không nguyện ý đối với ngươi xuất thủ, nhưng nếu ngươi là hồ đồ ngu xuẩn mất linh nói, không nên trách bổn tọa đối với ngươi không khách khí." Lâm Phong nói, "Ngàn vạn đừng chịu đựng, nghĩ muốn xuất thủ cũng nhanh chút xuất thủ, thời gian của ta có hạn, không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng ngươi mù bước bước." Lâm Phong thái độ như cũ như lúc trước đồng dạng lớn lối hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt y tứ. Rất nhiều người đều suy đoán ẩn nấp ở âm thầm vị cường giả kia hẳn là một vị chân tiên cấp bậc cường giả. Cường giả như vậy, kinh khủng cỡ nào a, à? thân phận là cao bậc nào a, à? tự nhiên không tốt đơn giản xuất thủ. Mọi người cảm thấy Lâm Phong có khả năng suy đoán ra ngoài thân phận của đối phương mới đúng, thế nhưng Lâm Phong như cũ một bộ xem thường đối phương dáng dấp, đây mới là để cho mọi người cảm giác được bất khả tư nghị địa phương. Đương nhiên Lâm Phong lúc trước xác thực thể hiện ra tới rồi thực lực không tầm thường, rất nhiều người cảm thấy Lâm Phong rất có thể có được cùng chân tiên tranh phong thực lực. Thế nhưng có được cùng chân tiên tranh phong thực lực cùng hoàn toàn không đem chân tiên cường giả để vào mắt là hai cái khái niệm bất đồng a. À. Tiểu bối, hôm nay bổn tọa thay trưởng bối của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, bổn tọa cũng không giết ngươi, thế nhưng bổn tọa muốn phế mất ngươi một mảnh cánh tay, cho ngươi thêm chút giáo huấn. Ẩn nấp ở âm thầm cường giả lạnh lùng nói, hắn thanh âm rơi xuống về sau, đón lấy hư không khẽ run lên, một người tu sĩ từ trong hư không đi rồi ra ngoài, này tên tu sĩ, chính là một tên dáng người gầy còm, ánh mắt âm sâm khủng bố lão giả, nhìn người nọ về sau, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Tôn Thiên Việt, dĩ nhiên là hắn, người này là là tôn gia nội tình cường giả. Có tu sĩ nói, nguyên lai like hắn chính là Tôn Thiên Việt A, đây chính là một tôn vô cùng khủng bố tồn tại, nghe nói một chân đã bước vào rồi đạo tiên cảnh giới, hắn nếu là xuất thủ, đến lúc sau kia tên tuổi trẻ công tử lấy cái gì cùng người này đấu. Đoán chừng căn bản cũng không phải một cấp bậc tu sĩ. Đón lấy lại có tu sĩ nói, tôn thiên Việt danh thanh lan xa, mọi người tự nhiên so sánh xem trọng tôn thiên Việt. Trừ rồi nguyên nhân này bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Phong thật sự là tuổi còn rất trẻ rồi, còn trẻ như vậy, ngay cả là thánh hoàng chi tử đâu, có thể có nguyên tiên cảnh giới chiến lực đã hết sức nghịch thiên. Tôn Thiên Việt thế nhưng là một chân bước vào đạo tiên cảnh giới, cộng thêm là nội tình cường giả, lắng động vô số vạn năm, mặc dù không có bước vào đạo tiên cảnh giới, thậm chí đã có rồi cùng một chút đạo tiên cảnh giới tu sĩ đánh một trận thực lực. Bởi vậy, Lâm Phong tại Tôn Thiên Việt trước mặt tự nhiên không coi vào đâu. Lão Tổ, cứu ta, thấy được Tôn Thiên Việt về sau, Tôn Vân Cường nhất thời kêu lớn lên. Giờ này khắc này Tôn Vân Cường con mắt đều là huyết. Hôm nay bị này lớn nhục, quả thật để cho Tôn Vân Cường hận muốn điên giống như. Hiện tại, cuối cùng thấy được rồi báo thù rửa hận hy vọng, hắn cũng không tin tưởng Lâm Phong có đối phó Tôn Thiên Việt thực lực. Kỳ thật không riêng Tôn Vân Cường không tin Lâm Phong có đối phó Tôn Thiên Việt thực lực, trên cơ bản tất cả mọi người không cho rằng như vậy. Liền ngay cả tần mộ bạch, cũng vì Lâm Phong lo lắng, người hơi chờ một lát, chờ bồn tọa giải quyết rồi tiểu tử này về sau, tự nhiên sẽ trả lại người tự do. Tôn Thiên Việt nói, hắn tiếng nói rơi xuống về sau liền từng bước một hướng phía Lâm Phong đi đến, Tôn Thiên Việt thân thể ở trong tản mát ra tới rồi một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Cỗ này uy áp làm cho người ta hít thở không thông, rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ cũng khó khăn lấy thừa nhận loại kia đáng sợ uy áp, không thể không rất nhanh lui về phía sau. Mà Tôn Thiên Việt trong thân thể tản mát ra tới uy áp bay thẳng đến Lâm Phong trấn áp mà đi. Chương 5141, tần mộ bạch nhân phẩm. Tôn Thiên Việt thực lực quá mạnh mẽ rồi liền trong thân thể tàn mát ra tới uy áp cũng như này khủng bố, tiểu tử kia sẽ không bị tôn thiên Việt uy áp trực tiếp đánh tan A. À. Có tu sĩ kinh hô lên, thật là có loại khả năng này tính, không ít tu sĩ phụ họa nói, ta ngược lại không cho rằng như vậy, bây giờ tôn thiên Việt tuy cường đại, thế nhưng rốt cuộc không có đột phá đến đạo tiên cảnh giới, mà vì kia nhân tộc công tử dù nói thế nào cũng có nguyên tiên cảnh giới chiến lực, tuy khả năng không địch lại tôn thiên Việt, thế nhưng cùng tôn thiên Việt tranh lệch chắc hẳn cũng không phải đặc biệt lớn, cho nên tại ta xem, tôn thiên Việt nghĩ muốn dùng uy áp đánh tan kia danh nhân tộc công tử cũng không sự thật. Thời điểm này lại có tu sĩ nói, này tên tu sĩ một phen nói, cũng khiến cho rồi không ít người đồng ý. Vừa lúc đó, tôn thiên Việt trong thân thể tản mát ra tới cường đại uy áp đã chân áp tại rồi lâm phong trên người, thế nhưng lâm phong lại như là không có việc gì người đồng dạng. Thấy như vậy một màn về sau, những cái kia xem trọng lâm phong tu sĩ bên trong, nhất thời có người nói nói, vị này nhân tộc công tử quả nhiên phi phàm một chút việc tình cũng không có. Những cái kia nguyên bản xem trọng tôn thiên Việt có thể dùng sức mạnh lớn uy áp đánh tan lâm phong tu sĩ giờ này khác này cũng trở nên giật mình hết sức, bọn họ hiện tại mới phát hiện mình tựa hồ có một chút khinh thường lâm phong. Còn trẻ như vậy, lại có được khủng bố như thế thực lực lâm phong, há lại một cái đơn giản nhân vật đâu này. Chắc hẳn, tất nhiên có thật nhiều phi phàm thủ đoạn. Đương nhiên, mặc dù lâm phong có thật nhiều phi phàm thủ đoạn, thế nhưng tại bọn họ xem ra, nghĩ muốn cùng tôn thiên Việt chống lại nói, vẫn là vô cùng chuyện khó khăn. Bất quá những người này cũng không có tiếp tục phát biểu ngôn luận, bọn họ đều tại yên lặng quan sát đến tiếp xuống đến sự tình cụ thể phát triển. "Vô tri ngu xuẩn, Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Tôn Thiên Việt cho là mình nghe lầm." Xem náo nhiệt tu sĩ cũng đều là một bộ ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì kia lời nói, thật sự quá nhục nhã người, mà Lâm Phong nhục nhã hay là Tôn Thiên Việt cường đại như vậy tồn tại. Đây là hoàn toàn vạch mặt a. Vừa qua khỏi Tôn Thiên Việt nói muốn phế mất Lâm Phong một mảnh cánh tay, bây giờ chỉ sợ không phải phế bỏ Lâm Phong một mảnh cánh tay đơn giản như vậy, rất có thể sẽ hàng Lâm Phong nghiền thành cho bụi, nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Phong mỉa mai ánh mắt nhìn hướng rồi Tôn Thiên Việt. Một bên tần mộ Bạch hiện giờ cũng là một bộ liên tục cười khổ biểu tình. Lâm Phong là thực không đem Tôn Thiên Việt để vào mắt a. À. Thế nhưng là Tôn Thiên Việt cường đại như vậy, không đem Tôn Thiên Việt để vào mắt thật sự hoàn toàn không có vấn đề sao. Kiêu binh thất bại a, à, tần mộ bạch nội tâm không khỏi 10 phần bắt đầu thấp thỏm không yên. Lẽ nào lại như vậy, chỉ là một cái tiểu bối cũng dám tùy tiện thành người cái dạng này, bổn tỏa cái dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua, so với người càng thêm thiên tài, càng cường đại hơn tu sĩ trẻ tuổi bổn tỏa cũng đã gặp không ít, thế nhưng như người đồng dạng ngang ngược càn dỡ người, bổn tỏa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước bổn tỏa còn muốn lấy tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi nếu như tự tìm chết nói, Bồn tọa không ngại lấy tính mệnh của ngươi. Tôn thiên Việt thần sắc hờ hững nhìn về phía Lâm Phong, hắn hướng phía Lâm Phong từng bước một đi đến. Hiển nhiên, hắn nghĩ muốn xuất thủ gạt bỏ Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh nói, mày chính là cái ngu ngốc so với sao? Ngươi đều muốn phế bỏ ta một mảnh cánh tay rồi, chẳng lẽ ta còn muốn quỷ thẻ lưỡi ra liếm ngươi hay sao? Không biết đầu óc có phải hay không bị con lừa cho đá rồi, lại còn có thể đủ nói ra tới như vậy vô chi vô xỉ lại ngu xuẩn nói tới. Tiểu tử! đi tìm chết tôn thiên việt bị lâm phong nói kích thích lửa giận thao thiên một trường hướng phía lâm phong đánh giết mà đi tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng lại rồi hô hấp mọi người muốn nhìn xem lâm phong như thế nào ứng đối tôn thiên việt công kích vừa lúc đó lâm phong động lâm phong tốc độ thật sự là quá nhanh một chút giống như một đạo tàn ảnh giống như trong chớp mắt đi đến rồi tôn thiên việt bên người liền tôn thiên việt đánh ra một trường cũng không có có thể đụng phải lâm phong sau đó Lâm Phong một trưởng hướng phía Tôn Thiên Việt rút qua, ba, cùng với cái tát vang dội âm thanh truyền ra, Lâm Phong một cái tát kia hung hăng quất vào rồi Tôn Thiên Việt trên mặt. Tôn Thiên Việt khuôn mặt, nhất thời đều phù sưng phồng lên, Tôn Thiên Việt con mắt, không khỏi biến thành rồi huyết hồng vẻ. Hắn, đường đường một vị chân tiên cường giả vậy mà ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người chi dưới bị người đánh rồi một trường. Đây đối với hắn mà nói, tự nhiên là vô cùng nhục nhã giống như những người còn lại con mắt cũng đều không khỏi đột nhiên chừng lớn. Mỗi người đều là không dám tin biểu tình, tôn thiên Việt lại bị kia danh nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi rút rồi một trường. Kia danh nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho nên, mọi người thậm chí cũng không biết Lâm Phong là như thế nào xuất thủ. Ta muốn giết ngươi, tôn thiên Việt phẫn nộ gầm hét lên, hắn một quyền hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi, thế nhưng Lâm Phong lại sớm một bước xuất thủ. Phanh, cùng với kia mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra, Lâm Phong một quyền kia hung hăng đánh giết tại rồi Tôn Thiên Việt phần bụng, kia mạnh mẽ một quyền trực tiếp đem Tôn Thiên Việt cho đánh bay ra ngoài. Tôn Thiên Việt cả người đều bay ngược lại, oa, wow, giữa không trung, Tôn Thiên Việt không khỏi phun ra rồi một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy giống như. Phịch một tiếng, Tôn Thiên Việt trực tiếp ngã tại rồi trên đất, hắn nỗ lực nghĩ muốn đứng lên, thế nhưng lập tức ngã trên mặt đất, hôn mê. Một quyền đem Tôn Thiên Việt đánh hôn mê đây cũng quá hung tàn rồi a tiếng kinh hô truyền ra tất cả mọi người rung động lâm phong thể hiện ra tới chiến lược quả thật có thể dùng nghịch thiên hai chữ để hình dung vô luận là ai thấy được như thế một màn đều biết có một loại như bố trí trong mộng cảm giác mà tôn vân cường đám người thấy như vậy một màn lúc sau đã hoàn toàn bị dọa ngu ngốc cho tới bây giờ bọn họ mới biết được lâm phong đến cùng khủng bố đến trình độ nào hiện nay một đám người nhìn về phía lâm phong thời điểm quả thật giống như là nhìn xem một cái ác ma đồng dạng Lâm Huynh, ngươi, 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 tần mộ bạch cũng trở nên nói năng lộn xộn lên. Lâm Phong cường đại, thật sâu rung động đến rồi nội tâm của hắn, thế cho nên tần mộ bạch đại não đều trống rỗng lên. Lâm Phong nói, tần huynh, chúng ta đi thôi. Tần mộ bạch nhanh chóng vật đầu, cùng Lâm Phong một chỗ hướng phía bên ngoài phóng đi. Xung quanh cũng sớm đã bị vây chật như nêm cối, nhưng nhìn đến Lâm Phong cùng tần mộ bạch đi tới, tất cả mọi người nhanh chóng vì bọn họ tránh ra rồi một con đường căn bản không dám ngăn trở lâm phong cùng tần mộ bạch từ trong đám người đi ra tới về sau tần mộ bạch nói tôn gia có kim tiên cấp bậc cường giả tỏa chấn chúng ta hay là một chỗ rời đi a à? lâm phong nói không sao kim tiên cũng không cách nào làm sao ta tần mộ bạch không khỏi hết sức cảm khái bây giờ lâm phong cũng quá mạnh lớn rồi a à? hiện tại lâm phong nói cái gì hắn đều tin tưởng lâm phong nói người ý định chính mình rời đi vẫn là mang theo nữ nhân kia một chỗ rời đi tần mộ bạch nói mang theo nàng một chỗ rời đi. Tần Mộ Bạch lựa chọn để cho Lâm Phong có chút vui mừng. Trước khi đi Tần Mộ Bạch còn muốn mang theo kia cái nữ nhân bình thường một chỗ rời đi. Đủ để nói rõ Tần Mộ Bạch nhân phẩm là coi như không tệ. Trường 5142, tới Hòa Đàm. Lâm Phong đi theo Tần Mộ Bạch cùng đi đến rồi tụ họp rảnh rỗi lầu. Lâm Phong ở bên ngoài chờ Tần Mộ Bạch, mà Tần Mộ Bạch thì là tiến vào cùng nữ nhân kia nói chuyện này đi. Lâm Phong không biết tiếp xuống đến Thủy Gia, tôn gia nhóm thế lực tu sĩ sẽ xử trí như thế nào chuyện này. Thế nhưng bất kể như thế nào xử trí, Lâm Phong đều có ứng đối biện pháp, còn sợ rồi bọn họ hay sao? Không có bao lâu, tần mộ bạch cùng cô gái kia liền cùng đi rồi ra ngoài. Từ lâu này bản thân chính là thuê xuống đến kinh doanh. Không thuộc về tần mộ bạch tài sản của bọn hắn, còn có mấy tháng thuê kỳ muốn đến. Cho nên, mấy cái nguyệt tiền thuê nhà cũng không muốn. Lâm Phong mang theo bọn họ một chỗ rời đi rồi thiên thủy thành đi tội vực a à, đã nói là bằng hữu của ta bên kia sẽ hảo hảo thu xếp các ngươi lâm phong nhìn về phía tần mộ bạch nói tội vực ngươi thật sự là tội vực người kia tần mộ bạch tràn đầy ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía lâm phong tội huyết chi hoàng đại danh ai không biết ai không hiểu cái tên này phân lượng là vô cùng trọng cái tên này phân lượng sở dĩ như vậy trọng không chỉ là bởi vì tội huyết chi hoàng thực lực cường đại thực lực cường đại tuổi trẻ thiên kiêu nhiều nhưng không có cái nào thanh danh của người có thể cùng tội huyết về sau đánh đồng đây là vì cái gì bởi vì tội huyết chi hoàng là tất cả tội huyết đề cử đứng đầu tội huyết chi hoàng dưới trướng còn có rất nhiều cường giả những cái kia cường giả bởi vì tội huyết chi hoàng liên hợp lại với nhau hình thành rồi một cỗ liền thiên đình cũng không dám khinh thường thế lực cường đại đây là tội huyết chi hoàng lực uy hiếp lực ngưng tụ mà bây giờ tần mộ bạch biết rõ rồi từng là cố nhân lại chính là tiếng tăm lừng lẫy tội huyết chi hoàng nội tâm của hắn bên trong tự nhiên là tràn ngập rung động lâm phong nói cho dù ta là người kia chúng ta như cũ vẫn là bằng hữu mang theo nàng nhanh lên rời đi a à. tần mộ bạch trùng điệp gật đầu có lâm phong bằng hữu như vậy thật sự là một kiện đáng kiêu ngạo sự tình tần mộ bạch thậm chí nghĩ muốn cao giọng hò hét ra ngoài thế nhưng hắn khắc chế rồi trong nội tâm xúc động tần mộ bạch nói Người cũng phải cẩn thận một chút ta biết rồi lâm phong nói Tần mộ bạch cùng cô gái kia một chỗ rời đi, Lâm Phong đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lập tức rồi mới phản quay về rồi Thiên Thủy Thành bên trong. Lâm Phong tại Thiên Thủy Thành tìm rồi một nhà có chút giá cao khách điếm, thuê xuống đến rồi một tòa đình viện. Sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cùng Tần mộ bạch uống rượu thời điểm Lâm Phong đã từ Tần mộ bạch nơi này biết rõ rồi đấu giá hội sự tình. Bây giờ cách đấu giá hội còn có nửa tháng đâu, cho nên... Chính mình còn cần muốn ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, Lâm Phong hiện tại đầy trong đầu đều là Nguyệt Nha Thảo, Tuyết Long Thảo, còn có vô Trần Tịnh Thủy bóng dáng, hy vọng hết thảy thuận lợi, sau đó nhanh lên đem lãnh tử khê này đại mỹ nữ nhi cấp cứu tỉnh. Tối hôm đó, Lâm Phong ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào, không có ai tới quấy rầy hắn. Bất quá buổi sáng thời điểm, liền có một chút tu sĩ lần lượt đi đến rồi Lâm Phong cư trú đỉnh viện bên ngoài, đều là thiên thủy thành tất cả thế lực lớn tu sĩ. Những tu sĩ kia đến khiến cho hơn nhiều người chú ý, không ít tu sĩ đều tại xa xa quan sát bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà tới rồi nhiều như vậy thế lực lớn tu sĩ. Không có bao lâu, ba tên tu sĩ dắt tay nhau mà đến. Này ba tên tu sĩ, đều là tóc trắng xóa lão già, khí thức thâm trầm mà cường đại, vừa nhìn chính là thực lực cực kỳ khủng bố tu sĩ. Là thủy gia, tôn gia, ngô gia tam đại thế lực lão tổ. Có người nhận ra tới rồi ba tên tu sĩ thân phận. Ba người đến từ chính ba cái đỉnh cấp thế lực, bọn họ đều là nội tình cường giả. Bất quá mọi người đối với bọn họ cụ thể gọi là gì không phải là đặc biệt hiểu rõ. Nói chung, loại này lão tổ cấp bậc nội tình cường giả, đơn giản trong đó sẽ không nhúng tay chuyện bên ngoài. Hiện giờ tam đại lão tổ cấp bậc cường giả dắt tay nhau tới, thật đúng là một hiện tương đối hiếm thấy sự tình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên thủy thành những cái này thế lực lớn tu sĩ nhao nhau đến nơi, thậm chí còn tới rồi ba vị lão tổ cấp bậc cường giả. Có xem náo nhiệt tu sĩ nghi hoặc không giải thích được nói. Tình huống trước mắt, xác thực hết sức làm cho người ta rung động cũng làm cho kín người tâm nghi hoặc không rõ ràng lắm a à. rất nhiều tu sĩ đều lắc đầu bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chuyện hôm nay xác thực hết sức kỳ quặc những tu sĩ kia quyết định tĩnh xem kỳ biến rất nhanh tam đại lão tổ liền tới đến rồi lâm phong bên ngoài đình viện mặt bái kiến lão tổ xung quanh rất nhiều thế lực lớn tu sĩ nhao nhao hướng tam đại lão tổ cấp bậc cường giả hành lễ ừ Tam đại lão tổ cấp bậc cường giả gật gật đầu, những tu sĩ kia lúc này mới đứng dậy, tam đại lão tổ thấp giọng nói chuyện với nhau rồi một phen. Lập tức thủy ra lão tổ nói, vị này đạo hiếu, mạo muội đến đây, không biết có phải hay không có thể cùng đạo hiếu gặp mặt nói chuyện. Thấy được thủy ra lão tổ vậy mà khách khí như vậy. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ không khỏi lộ ra rồi chấn động vô cùng biểu tình. Nguyên bản mọi người cho rằng nhiều người như vậy, tất nhiên là lai giả bất thiện, nhưng chân thực tình huống, tựa hồ cũng không phải như vậy, ta biết rõ bên trong ở tên kia là ai, ta hôm qua thiên thấy được hắn tiến vào này tòa trong đình viện nghỉ ngơi rồi. Thời điểm này một người tu sĩ nói, bên trong cư trú chính là người phương nào, đón lấy liền có người không thể chờ đợi được mà hỏi. Nghe nói đêm qua phát sinh chuyện kia sao, kia tên tu sĩ không đáp hỏi lại, các hạ nói sự tình, chẳng lẽ là đêm qua những cái kia thiên kiêu nhóm bị người giáo huấn rồi một phen sự tình thậm chí về sau suốt liên tục mặt nghĩ muốn chân áp kia tên tu sĩ trẻ tuổi tôn thiên Việt cũng bị hung hăng giáo huấn một trận. Có người thần sắc kinh nghi bất định nói, kia tên tu sĩ gật gật đầu, nói, bên trong ở người kia, chính là hôm qua thiên xuất thủ kia tên công tử. Cái gì, là hắn, ôi trời ơi, người này xông xuống đại họa như thế vậy mà không có rời đi. Có tu sĩ không dám tin nói, theo lý thuyết, xông xuống đại họa lâm phong hẳn là rời đi mới đúng. Đây là nhân chi thường tình A. À thế nhưng lâm phong không chỉ có không có rời đi ngược lại ở lại rồi thiên thủy thành bên trong quả thật làm cho mọi người nghĩ không minh bạch ai biết ra hỏa này nghĩ như thế nào có lẽ là đối với chính mình có đầy đủ lòng tự tin a à. đón lấy có người nói nói thế nhưng thiên thủy thành bên trong một chút đỉnh cấp thế lực thế nhưng là có kim tiên cường giả chấn giữ người này xác thực lợi hại nhưng hẳn là còn có thể đối kháng kim tiên không thành công có người nói ra rồi trong nội tâm nghi hoặc địa phương này cũng không rõ ràng rồi không biết Tam đại lão tổ tiếp xuống đến sẽ làm như thế nào, bất quá nhìn thái độ của bọn hắn, tựa hồ không phải là tới tìm phiền toái a, à, thật đúng là làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải sự tình a, à. những cái này thế lực lớn bị tổn thất nặng, ngược lại tới đây mà hòa đàm hay sao? Một người tu sĩ nghi hoặc nói, ngay tại mọi người đều nghị luận thời điểm, đình viện môn chủ động mở ra, đón lấy, Lâm Phong thanh âm từ trong đình viện truyền rồi ra ngoài. Vào đi, Tam đại lão tổ liếc nhau một cái, Lập tức hướng phía Lâm Phong cư trú đỉnh viện bay tới. Chương 5143, Tam đại lão tổ tính kế. Lâm Phong đang trong phòng khách cùng chờ đợi bọn họ, ba người tiến vào phòng khách về sau, thấy được rồi Lâm Phong, không khỏi hơi sững sờ. Lâm Phong thật sự tuổi còn rất trẻ một chút, để cho bọn họ có một loại khó có thể ngôn nói cảm giác. Bọn họ đã từng cũng như bây giờ Lâm Phong đồng dạng tuổi trẻ qua, thế nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hiện tại bọn họ đã tuổi già sức yếu tuy bọn họ đều là nội tình cường giả, nếu là không có lớn cơ duyên. Cũng rất khó nghịch thiên cải mệnh, này một chút bọn họ đều hết sức rõ ràng. Cho nên khi thấy được Lâm Phong còn trẻ như vậy, lại cường đại như vậy thời điểm, trừ rồi cảm khái bên ngoài, nội tâm còn không do tuôn ra rồi ghen ghét tâm tình, thế nhưng bọn họ cũng không có đem trong nội tâm loại này tâm tình biểu đạt ra, đều là lão hồ ly đồng dạng tồn tại, trên mặt mũi sự tình, tự nhiên có thể làm chu đáo. Ba vị mời ngồi, Lâm Phong nói, đa tạ, Ba người ôm quyền nói, lập tức ngồi xuống, Lâm Phong nói, "Hôm nay ba vị đạo hữu vì sao mà đến?" "Vì rồi hôm qua ngày sự tình mà đến, hôm qua ngày môn nhân có chỗ đắc tội, mong rằng công tử Hải Hàm." Thủy gia lão tổ nói, Lâm Phong lông mày không khỏi khẽ nhướng mày, này cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có chút không quá đồng dạng. Lâm Phong vẫn cho là những người này sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hiện giờ những người này vậy mà đem dáng dấp thả như thế thấp. Thật đúng là để cho Lâm Phong hết sức kinh ngạc. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đạo lý này, Lâm Phong tự nhiên người phần minh bạch, cho nên Lâm Phong cảm giác chuyện này cực kỳ không đơn giản, trong đó rất có thể cất giấu một ít gì mờ ám, đương nhiên Lâm Phong cũng không có vạch trần những người này, hắn ngược lại là muốn nhìn xem những người này đến cùng làm cái quỷ gì. Lâm Phong nói, hôm qua ngày sửa tình, ta cũng không để trong lòng. Đa Tạ công tử khoan hồng độ lượng, đây là ta nhóm rất nhiều thế lực một điểm nhỏ ý tứ, kính xin công tử thu xuống. Thủy gia lão tổ đứng dậy, đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho rồi lâm phong lâm phong thần niệm xâm nhập trong đó phát hiện bên trong vậy mà giả vờ một tỷ tiên thạch một tỷ tiên thạch đối với lâm phong mà nói sợi lông trên chín con trâu mà thôi nhưng chân chính lại nói tiếp một tỷ tiên thạch đối với khác bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều là một bút xa xỉ tài phú những thế lực này lấy ra tới một tỷ tiên thạch cho mình nhận lỗi bồi thường nhìn xem tựa hồ xác thực có chút có thành ý lâm phong đem một tỷ tiên thạch thu rồi xuống đến lập tức nói chuyện lúc trước đã bỏ qua đi rồi các ngươi cũng không cần để ở trong lòng bất quá ngày sau giáo dục trong tộc đệ tử thời điểm hay nên hảo hảo ước thúc một cái hành vi của bọn hắn tránh rước họa vào thân nếu là cuối cùng liền thế lực sau lưng đều cho liên lụy vào vậy không tốt rồi công tử giáo huấn chính là chờ chúng ta sau khi trở về tất nhiên sẽ hảo hảo ước thúc một cái trong tộc đệ tử tam đại lão tổ cùng kêu lên nói lâm phong nhìn về phía rồi cầm đầu lão tổ không cần phải nói lâm phong cũng biết người này chính là thủy gia lão tổ bởi vì này thiên thủy thành ở trong thế lực lớn nhất chính là thủy gia người cầm đầu tự nhiên hẳn là thủy gia lão tổ lâm phong hỏi nghe nói thủy gia truyền thừa đã lâu hơn nữa sở trường thu thập ở giữa thiên địa rất nhiều trí bảo không biết thủy gia có hay không có tuyết long thảo nguyệt nha thảo tin tức thủy gia lão tổ nói tuyết long thảo nguyệt nha thảo đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo cần cực kỳ nghiêm khắc điều kiện dưới mới có thể còn sống cho nên vô cùng hiếm thấy bất quá ta nhớ rõ, thủy gia tổ địa bên trong tựa hồ có một cây tuyết long thảo, nguyệt nha thảo ta không có ấn tượng gì, công tử nếu là không nóng nảy rời đi, đợi tí nữa ta liền phái người đi đến tổ địa bên trong đem tuyết long thảo mang tới, đồng thời tương trợ công tử tìm hiểu một cái nguyệt nha thảo tin tức. Nghe vậy, Lâm Phong không khỏi vui vẻ, nếu là có thể đạt được thủy gia gốc này tuyết long thảo nói, như vậy chỉ còn dưới nguyệt nha thảo loại thiên tài địa bảo này không có thu thập được rồi. Thủy ra bên này nói không chừng có thể tương trợ hắn dò thăm Nguyệt Nha Thảo đâu này. Lâm Phong nói, kia liền đa tạ đạo hữu rồi. Công tử khách khí, Thủy gia lão tổ vừa cười vừa nói, chỉ là hắn loại nụ cười này, thoạt nhìn có chút ý vị sâu dài. Sau nửa canh giờ, Tam đại lão tổ rời đi, "Tản đi a." À, thủy gia lão tổ nói. Xung quanh những cái kia thế lực lớn tu sĩ còn có xem náo nhiệt tu sĩ đều không dám dừng lại, nhanh chóng tản đi. Bất quá rất nhiều người như cũ đang bàn luận Tam đại lão tổ dắt tay nhau tới chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này trở thành rồi vô số người nghị luận nóng sự tình. Tam đại lão tổ phản quay về rồi thủy ra, phòng khách, Tôn gia lão tổ nói, hiện tại xem như tạm thời ổn định rồi, Lâm Phong người này, chỉ chờ thái tử đế vô đạo đến nơi, đến lúc sau chúng ta chính là một cái công lớn rồi. Ha 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 ha, không sai, thái tử đế vô đạo bắt lấy tiểu tử này về sau, là có thể bức bách Lâm Bại Thiên ra ngoài, đợi đến Lâm Bại Thiên ra ngoài sau khi bị giết chết, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chúng ta cũng đều cũng tìm được vô cùng vô tận chỗ tốt. Ngô gia lão tổ cũng không khỏi phá lên cười. Nguyên lai những người này cha ra rồi lâm phong thân phật. Hơn nữa, những người này còn đã thông báo rồi đế vô đạo. Đoạn này thời gian, đế vô đạo xác thực tìm kiếm khắp nơi lâm phong tung tích. Đoạn thời gian trước đế vô đạo bởi vì một sự tình đi ngang qua qua thiên thủy thành. Nghe nói lúc ấy vị lai chi kính tựa hồ thấy được một chút tương lai hình ảnh. Vị lai chi kính báo cho đế vô đạo, tương lai có một ngày lâm phong sẽ xuất hiện tại thiên thủy thành bên trong hơn nữa kia một ngày khoảng cách hiện tại hẳn là không tính quá xa nghe được vị lai chi kính lời nói này về sau đế vô đạo liền lôi kéo rồi thiên thủy thành bên trong mấy đại đỉnh cấp thế lực lâm phong xuất hiện thời điểm liền thông báo hắn đến nơi hiện giờ này tam đại lão tổ xác minh rồi lâm phong thân phận về sau bọn họ trước tiên thông báo rồi đế vô đạo đồng thời ý nghĩ nghĩ cách ổn định lâm phong trừ rồi đế vô đạo bên ngoài tam đại lão tổ còn đem tin tức truyền quay về rồi tổ địa bên trong. Ba người bọn họ, đều là đạo tiên cao dai tu vi, tuy cường đại, nhưng rốt cuộc không phải không hủ chi tiên. Thực lực còn không có đến loại kia thông tiên triệt địa trình độ. Lần này đem tin tức truyền quay về tổ địa ở trong là hy vọng tổ địa bên trong kim tiên cường giả đến nơi, nếu là đế vô đạo còn chưa đến Lâm Phong lại muốn rời khỏi nói, đến lúc sau có thể thỉnh kim tiên cường giả xuất thủ đối phó Lâm Phong. Nếu là đế vô đạo đến nơi lúc trước, Lâm Phong vẫn chưa đi, như vậy bọn họ thế lực kim tiên cường giả cũng không cần động thủ tuy hiện tại nương nhờ rồi đế vô đạo nhưng nếu như có thể không tự mình xuất thủ đối phó tội huyết chi hoàng bọn họ tận lực sẽ không tự mình xuất thủ đối phó tội huyết chi hoàng rốt cuộc tội huyết chi hoàng lâm phong thế lực sau lưng cũng là cực kỳ khủng bố bọn họ cũng lo lắng bị lâm phong thế lực sau lưng trả thù thủy gia lão tổ nói hiện tại chúng ta cần phải làm là tận lực an ổn ở lâm phong người này ngàn vạn đừng cho hắn rời đi thiên thủy thành đợi đến kim tiên lão tổ đến nơi hoặc là thái tử đến nơi lúc đó chúng ta liền có thể triệt để yên lòng rồi lúc đó lâm phong kẻ này muốn rời khỏi thiên thủy thành cũng đã vô pháp rời đi rồi hay quá thay hay quá thay tôn gia lão tổ cùng ngô gia lão tổ cũng không khỏi liên tục tán thưởng bọn họ phảng phất thấy được rồi không lâu sau về sau lâm phong trở thành đế vô đạo tù nhân cảnh tượng hai đại lão tổ trên mặt cũng không khỏi lộ ra tới rồi cười lạnh biểu tình tại bọn họ xem ra lần này lâm phong chạy trời không khỏi nắng chương 5144, vô trần tịnh thủy. Trong phòng, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, yên lặng điều tức lấy thân thể. Thánh Niêu Đại Tiên nói, ta cảm thấy được chúng ta hẳn là rời đi, đối phương rõ ràng có mục đích khác, người muốn hiểu được tránh xui tìm hên sử sự, sự nguyên tắc, tu luyện giả thế giới tu sĩ, phải hiểu được tránh xui tìm hên phương pháp, bằng không mà nói, đến lúc sau đoán chừng sẽ chết vô cùng thảm. Lâm Phong trợn trắng mắt, nói, người choáng nha không thể nói điểm lời hữu ích sao đây là tại nguyền rủa ta sao? Thánh điêu đại tiên rồi lập tức nói, ta đây cũng không phải là nguyền rủa ngươi, mà là tại nhắc nhở ngươi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch những cái này đạo lý, không muốn quá mức tại cố chấp, có đôi khi phải học được nhanh nhạy. Lâm Phong không khỏi hết sức không lời, thánh Điều đại tiên ra hỏa này làm người làm sự tình quá mức tại chú ý cẩn thận, cho nên ra hỏa này một khi phát hiện một chút không đúng địa phương lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Lâm Phong có thể cảm giác được tam đại lão tổ không có hảo ý, Thánh Điêu Đại Tiên tự nhiên cũng có thể cảm ứng được đến, cho nên Thánh Điêu Đại Tiên liền ngồi không yên rồi. Lâm Phong nói, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Thánh Điêu Đại Tiên nói, ta biết rõ, ngươi bây giờ có được hơn nhiều cửu thiên lôi mẫu châu, ngươi cảm thấy dựa theo những cái kia cửu thiên lôi mẫu châu, ngươi có thể không sợ hãi, thế nhưng này ở giữa thiên địa, có thật nhiều người là khó có thể đo lường được, bọn họ nắm giữ thủ đoạn, cũng là vô cùng khủng bố, cho nên, phải cẩn thận đề phòng lấy những người kia. Ngàn vạn không thể có bất kỳ đại ý địa phương, đặc biệt là những cái này thế lực lớn tu sĩ, càng thêm không thể khinh thường." Lâm Phong nói, "Tự tin của ta không riêng là tới từ ở Cửu Thiên Lôi Mẫu Châu, mà là tới từ ở ta thực lực bản thân, về sau ngươi choáng nha không muốn ra ngoài can thiệp chuyện của ta, bằng không mà nói, ta đem ngươi nện nhão nhuệt. Nghe được Lâm Phong một phen uy hiếp về sau, Thánh Niêu đại tiên bị dọa đến rụt cổ một cái. Lâm Phong uy hiếp đối người này còn là 10 phần hữu dụng, Thánh Niêu đại tiên câm miệng không nói. Tiếp xuống nửa tháng bên trong Lâm Phong đều tại bế quan. Hắn tại chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, nay lần đấu giá hội, Lâm Phong mục tiêu chính là Vô Trần Tịnh Thủy, về phần cái khác vật phẩm đấu giá là cái gì, Lâm Phong cũng không quan tâm. Đương nhiên, nếu là thấy được một chút đối với hắn vật hữu dụng, Lâm Phong cũng sẽ đập xuống đến. Đấu giá hội tuyên truyền là 10 phần đúng chỗ, rất nhiều tu sĩ đến nơi, đều là vì rồi lần này đấu giá hội. Lâm Phong cũng tới đến rồi đấu giá hội bên trong có thể dung nạp 30 vạn tu sĩ khổng lồ đấu giá hội, quả thật không còn chỗ ngồi. Tất cả mọi người tại kích động thảo luận lần này đấu giá hội. Không có bao lâu, chủ trì đấu giá hội tu sĩ liền đi rồi ra ngoài. Chủ trì đấu giá hội chính là hai tên tu sĩ, một người trung niên nam tử còn có một tên mỹ phụ. Hai người tự giới thiệu rồi một phen, trung niên nam tử gọi là trưởng tôn vô hận. Mỹ phụ gọi là tư không tinh muộn, tại bọn họ chủ trì, từng kiện từng kiện vật phẩm đấu giá bị cầm rồi ra ngoài. Trong đó không thiếu một chút vật cực kỳ chân quý, thậm chí còn có một ít đỉnh cấp tiên khí, thanh đồng khí, thạch khí chờ trí bảo, nhau nhao bị cầm rồi ra ngoài. Nhiều như vậy trí bảo, đối với tu sĩ lực hấp dẫn tự nhiên là to lớn. Cho nên trên đấu giá hội tranh đoạt hết sức kịch liệt, rất nhiều người vì rồi tranh đoạt một chút bảo bối, đều đem bảo bối xào đến rồi một cái giá cả cực cao. Lâm Phong một mực không có tham dự đến cạnh tranh bên trong. Hắn nơi này cũng không khuyết thiếu đủ loại bảo bối, chân chính để cho Lâm Phong cảm thấy hứng thú bảo bối trên cơ bản không có. Đại khái đánh ra rồi hơn 100 kiện vật phẩm đấu giá về sau. Một tên nô tài bưng một cái khay đi tới, khay mặt trên để đó một cái bình xứ. Mỹ Phụ nói, chư vị, này bình xứ bên trong để đó Chí bảo chính là trong truyền thuyết vô trần tịnh thủy. Chắc hẳn vô trần tịnh thủy mọi người hẳn là nghe nói qua, nguyên vốn tại thiên giới một loại trí bảo, vô trần tịnh thủy, có thể gột rửa tu sĩ thân thể, thậm chí còn có thể gột rửa tu sĩ linh hồn, trừ đó ra, vô trần tịnh thủy loại vật này là luyện chế rất nhiều đỉnh cấp tiên đan chủ yếu tài liệu vô trần tịnh thủy chân quý chỗ không chỉ có ở chỗ nó bản thân đủ khả năng đưa đến cường đại tác dụng vẫn còn ở hồ vô trần tịnh thủy loại bảo bối này hiếm thấy tính bởi vì vô trần tịnh thủy thật sự là quá hiếm thấy rồi cho nên vô trần tịnh thủy vẫn luôn là có tiền mà không mua được đồ vật hiện tại này một lọ vô trần tịnh thủy giá khởi điểm ba ngàn vạn tiên thạch mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 100 vạn tiên thạch hiện tại mọi người có thể đấu giá rồi Tại Mỹ phổ thanh âm rơi xuống về sau, đấu giá hội xuất hiện rồi ngắn ngủi yên tĩnh, giá khởi điểm 3.000 vạn đúng là giá cả cực cao, muốn biết rõ, một kiện phổ thông tiên khí, giá cả cũng bất quá tại 3.000 vạn trái phải mà thôi. Thế nhưng vô trần tịnh thủy giá khởi điểm đã đạt tới rồi 3.000 vạn chi cự. Giá sau cùng cách không biết sẽ đạt tới cỡ nào kinh người một cái giá trên trời đâu. Đương nhiên, loại vật này đối với vô số người mà nói đều là xa xỉ phẩm, tự nhiên là vô pháp tiêu phí lên. Thế nhưng đối với cần nó tu sĩ mà nói, vô luận bao nhiêu giá cả, đều đáng vào tay. Một ức ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền có người báo ra rồi giá cả. Đối phương hiển nhiên cũng là không kém tiền loại người này, đi lên liền đem giá cả tăng lên tới rồi một ức Để cho rất nhiều người có cảm giác hết sức thán phục. Một ước hai ngàn vạn, đón lấy có người liền báo ra rồi mới giá cả. Một ước ba ngàn vạn, lại có người báo ra tới rồi mới giá cả. Một ước bốn ngàn vạn, một ước 700 trăm ngàn, càng ngày càng nhiều người tham gia đến rồi đi vào xem ra đối vô trần tịnh thủy cảm thấy hứng thú tu sĩ quả thực không ít những tu sĩ kia trên cơ bản đều là xuất từ ở đỉnh cấp thế lực tu sĩ tán tu rất khó có cường đại như vậy tài lực những cái kia xuất thân từ đỉnh cấp thế lực tu sĩ thì bất đồng bọn họ sau lưng có một cái thế lực cường đại nâng đỡ có thể điều động tuyệt bút tài chính tại cạnh tranh những bảo bối này thời điểm lực lượng mười phần vô trần tịnh thủy giá cả một đường tăng vọt không có bao lâu liền đột phá rồi một tỷ. Này cũng đã trở mình rồi hơn 30 lần, dựa theo dĩ vãng đấu giá tình huống, trở mình hơn 30 lần, không sai biệt lắm chính là cuối cùng giá sau cùng cách. Thế nhưng vô trần tịnh thủy không đồng nhất, một là bởi vì vô trần tịnh thủy loại vật này đến từ chính thiên giới bên trong, so sánh hiếm thấy, chân quý dị thường. Hai là bởi vì vô trần tịnh thủy loại vật này đối với rất nhiều tu sĩ đều có tác dụng, đặc biệt là gột rửa thân thể, gột rửa linh hồn tác dụng hết sức đặc biệt bị rất nhiều thế lực lớn đỉnh cấp cường giả xem trọng. Bởi vậy những cái kia thế lực lớn tu sĩ vẫn còn tại không ngừng đề thăng Vô Trần Tịnh Thủy giá cả. Vô Trần Tịnh Thủy giá cả vẫn còn ở một đường tăng vọt, không có bao lâu liền đạt tới rồi kinh người 2 tỷ. Tuy cái giá này đã kinh sợ thối lui rồi không ít người. Thế nhưng, như cũ còn có một ít người đang tiếp tục cạnh tranh Vô Trần Tịnh Thủy. 10 tỷ, vừa lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên vang vọng tại rồi đấu giá hội bên trong. Có người vậy mà đem giá cả trực tiếp tăng lên tới rồi 10 tỷ. Nghe được cái giá này về sau, nguyên bản vẫn còn ở đấu giá tu sĩ khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi run rẩy lên. Chương 5145, tràn đầy ác ý. Mọi người nhao nhao hướng phía báo giá tu sĩ nhìn lại. Sau đó phát hiện là một tên tuổi trẻ tu sĩ. Người này là ai? Rất nhiều người không khỏi nghi hoặc, như vậy một tên tuổi trẻ tu sĩ có thể lấy ra tới 10 tỷ tiên thạch. Đây không phải nói đùa sao? Là hắn nhưng là có một chút tu sĩ nhận ra tới rồi Lâm Phong thân phận, lúc trước Lâm Phong giáo huấn đám kia thiên kiêu còn có tôn thiên Việt thời điểm bọn họ ở đây, về sau bọn họ nghe nói liền thủy ra, tôn ra, ngô gia tam đại lão tổ cấp bậc cường giả đều tiến đến cùng kia tên tu sĩ trẻ tuổi chủ động cầu hòa đi rồi, chuyện này một lần khiến cho rồi sóng to gió lớn. Lúc ấy không ít người ngay tại suy đoán Lâm Phong thân phận. Hắn chính là cùng thủy ra, tôn ra đám người xung đột kia tên tuổi trẻ công tử. Có tu sĩ nói, cái gì, Người kia chính là hắn, rất nhiều người chấn kinh, mặc dù mọi người cũng không biết Lâm Phong thân phận chân thật, thế nhưng, về Lâm Phong một sự tình, mọi người nghe nói hơn nhiều. Cho nên khi biết rõ báo ra 10 tỷ giá cả người chính là lúc trước cùng Thủy Gia, tôn ra đám người lên rồi xung đột Lâm Phong về sau. Rất nhiều người liền thoải mái, nhân vật như vậy, có thể lấy ra tới 10 tỷ tiên thạch, tự nhiên không phải là quá mức tại làm cho người ta giật mình sự tình. Rất rõ ràng, tất cả mọi người biết rõ vị này nhân tộc tuổi trẻ công tử đối vô trần tịnh thủy tình thế bắt buộc, bằng không mà nói, cũng sẽ không báo ra cao như vậy giá cả. Nguyên bản ta đoán chừng vô trần tịnh thủy tối cao giá sau cùng cách tại 40 năm mươi ức, thế nhưng không nghĩ tới, vị này công tử vậy mà đem giá cả tăng lên tới rồi 10 tỷ, kể từ đó nói, ta đoán chừng nó thế lực của hắn đều biết bị kinh sợ thối lui, vô trần tịnh thủy giá cả, hẳn sẽ định dạng tại 10 tỷ. Thời điểm này có tu sĩ nói, ta cảm thấy được không sai biệt lắm chính là cái này giá cả, đón lấy có tu sĩ nói. Đối cái giá này, còn không có cái gì tranh luận. Vị này công tử giá cả ra đến rồi 10 tỷ, có còn hay không càng cao. Mỹ phụ hưng phấn mà hỏi, cao như thế giá cả, nàng trích phần trăm cũng cao, nội tâm tự nhiên vui cười nở hoa rồi giống như. Loại này vui sướng, hoàn toàn ở trên mặt bầy ra rồi ra ngoài, xung quanh phát thiết âm thanh không ngừng, thế nhưng không có ai tiếp tục báo ra mới giá cả. Bao gồm những cái kia lúc trước đối vô trần tịnh thủy nhìn chằm chằm thế lực, Giờ này khắc này cũng không có tiếp tục đấu giá. Tuy bọn họ cũng có tài lực cùng Lâm Phong tranh đoạt một phen. Nhưng hiển nhiên thực nếu là tranh đoạt, đến lúc sau, giá cả tuyệt đối xa không chỉ 100 vạn, cái này xa xa vượt qua dự tính của bọn hắn. Một khi tại Vô Trần Tịnh Thủy mặt trên tiêu phí quá cao. Bọn họ nó mục tiêu của hắn, khả năng liền vô pháp đập xuống đến. Mà Vô Trần Tịnh Thủy tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải nhu yếu phẩm. Cho nên, thế lực này cuối cùng buông tha cho 10 tỷ lần đầu tiên, 10 tỷ lần thứ hai, 10 tỷ lần thứ ba, thành giao, Mỹ phụ thanh âm rơi xuống về sau. Phô Trần Tịnh Thủy bị Lâm Phong đập đi, Lâm Phong khóe miệng nở một nụ cười. Phô Trần Tịnh Thủy, Tuyết Long Thảo, còn có Nguyệt Nha Thảo. Vì lãnh tử khê giải độc tam đại thiên tài địa bảo. Lâm Phong đã thu thập được rồi loại thứ nhất, mà Lâm Phong cũng đã có rồi Tuyết Long Thảo tin tức, không biết Thủy ra người, có hay không đã từ Thủy ra tổ địa bên trong đem Tuyết Long Thảo mang đến chính mình có phải hay không hẳn là đi thủy ra hỏi một chút. Lâm Phong nối, nối tiếp xuống đấu giá hội đã không có ít nhiều hứng thú rồi, hắn trực tiếp rời đi rồi đấu giá hội, có người mang theo Lâm Phong đi đến rồi khách quý trong sảnh. Không có bao nhiêu sẽ, đấu giá hội hành trưởng đi đến rồi khách quý bao xương bên trong, người này là là một tên chuẩn chân tiên cấp bậc cường giả, thực lực không tầm thường. Hơn nữa hắn là thủy gia tu sĩ, công tử, cái này chính là vô trần tịnh thủy, ngài khỏe tốt kiểm tra một cái, nếu là không có có vấn đề, liền có thể tiến hành giao dịch rồi đấu giá hội hành trưởng nói lâm phong gật gật đầu mở ra rồi bình xứ kiểm nghiệm rồi một phen phát hiện vô trần tịnh thủy không có vấn đề nói chung tất cả lớn đấu giá hội trên đấu đi đồ vật trên cơ bản đều không có vấn đề nếu là dám ở sau lưng dở cho quỷ đấu giá hội thanh danh xem như triệt để thối liền ngay cả sau lưng gia tộc thế lực sau lưng thanh danh cũng triệt để thối những cái này thế lực lớn đối với thanh danh là cực kỳ coi trọng tự nhiên sẽ không làm loại này đem đá nện chính mình chân sự tình. Không có vấn đề, Lâm Phong nói, lập tức vung tay lên, một đoàn năng lượng phi rồi ra ngoài. Tại kia đoàn năng lượng bên trong, Phong ấn lấy từng mảnh từng mảnh tiên thạch trường hà. Tổng cộng có 100 mảnh tiên thạch trường hà, mỗi một mảnh tiên thạch trường hà đều có một ước tiên thạch cấu thành. 100 mảnh tiên thạch trường hà chung vào một chỗ, chính là 10 tỷ tiên thạch. Đấu giá hội hành trưởng đem tiên thạch thu vào, Lâm Phong thì là đem vô trần tịnh thủy thu xuống lập tức lâm phong liền rời đi rồi đấu giá hội lâm phong không có trực tiếp phản quay về chỗ ở mà là hướng phía thủy gia phủ đệ chỗ phương hướng bước đi không có bao lâu lâm phong liền tới đến rồi thủy gia phủ đệ nơi này thủy gia phủ đệ tự nhiên thủ vệ nghiêm ngặt lâm phong bị ngăn ở rồi bên ngoài ta tìm một cái thủy gia lão tổ lâm phong nói ngoá ngươi choáng nha là ai a à? biết rõ đây là địa phương nào sao một gã hộ vệ lạnh lùng nói hộ vệ thống lĩnh nhận ra tới rồi lâm phong thân phận nhất thời bị giật mình hộ vệ thống lĩnh một cước đá vào rồi kia tên hộ vệ trên người đem hộ vệ kia đạp ngã trên mặt đất sao liền lâm công tử cũng không nhận ra tin hay không lão tử móc mắt ngươi hộ vệ thống lĩnh cao giọng mắng tên hộ vệ này thống lĩnh lúc trước tại lâm phong cùng một bầy thiên kiêu nhóm xung đột thời điểm nhìn thấy qua lâm phong chỉ bất quá hắn ẩn núp trong đám người không dám ra ngoài hiện giờ thấy được lâm phong cái vị này giết thần đến nơi tự nhiên không dám lãnh đạm Kia tên hộ vệ sợ tới mức toàn thân mà run rẩy, sắc mặt tái nhợt, một cái lực cho Lâm Phong dập đầu xin lỗi. "Làm cho rồi hắn a?" À. Lâm Phong nói, "Dạ dạ dạ, kính xin công tử đi theo ta." Hộ vệ thống lĩnh nhanh chóng nói. Hắn ở phía trước dẫn đường, mặt khác một gã hộ vệ thì là sớm chạy vào đi đưa tin. Hộ vệ thống lĩnh đem Lâm Phong đưa đến rồi một tòa trong phòng khách, có tỷ nữ bưng lên rồi nước trà. Lâm Phong thì là lẳng lặng cùng chờ đợi, không có bao lâu Thủy gia lão tổ liền tới đến rồi trong phòng khách, thấy được Lâm Phong về sau. Thủy gia lão tổ vừa cười vừa nói, để cho công tử lâu chờ rồi, thật sự là xin lỗi xin lỗi. Lâm Phong nói, đạo hữu không cần khách khí như vậy. Hai bên chủ tân ngồi xuống về sau, Lâm Phong mở cửa thấy núi nói, là như vậy, không biết đi đến thủy gia tổ địa tu sĩ có hay không đã trở lại rồi. Thủy gia lão tổ nói, còn không có trở lại, bất quá từ lấy được tin tức nhìn, tiếc qua mấy ngày, hẳn là liền có thể trở lại rồi, cho nên công tử lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Lâm Phong gật gật đầu, nói, tốt, đợi đến bọn họ trở lại, mong rằng đạo hữu trước tiên đi cho ta biết. Không có vấn đề, thủy ra lão tổ gật gật đầu, ta đây liền cáo từ rồi. Lâm Phong đứng dậy, ta đưa tiến công tử, thủy ra lão tổ nói, đem Lâm Phong tặng ra ngoài. Hắn nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng rời đi, nhất thời lộ ra rồi lành lạnh biểu tình. Tiểu tử, lại để cho ngươi nhiều tiêu sái mấy thiên, rất nhanh, người sẽ trở thành một đáng thương tù nhân. chương năm 1146, Thủy Gia Kim Tiên. Lâm Phong trở lại rồi chỗ ở. Yêu quân nói, xem ra này mấy thiên phải cẩn thận một chút rồi. Vâng, Lâm Phong gật gật đầu. Rất nhiều chuyện hắn thấy rõ thấu triệt, thế nhưng Lâm Phong nhưng vẫn không nói thêm gì, hắn chỉ là không muốn nói mà thôi. Tiếp xuống đến này mấy thiên đối với Lâm Phong mà nói 10 phần trọng yếu. Bởi vì Lâm Phong nghĩ muốn nghiên cứu ra tới một chút đối sách. Ứng đối các loại nguy hiểm đối sách, 7 ngày sau, Thủy Gia có người thông báo Lâm Phong, nói là Thủy Gia đi đến tổ địa tu sĩ đã đi tới rồi Thiên Thủy Thành bên trong. Lại còn đem Lâm Phong cần Tuyết Long thảo mang đến, hiện tại Lâm Phong có thể đi đến Thủy Gia đi. Nhận được tin tức về sau Lâm Phong cũng không có dừng lại, trực tiếp đi đến Thủy Gia, làm Lâm Phong đi đến Thủy Gia thời điểm, hắn cảm nhận được rồi một loại đặc thù bầu không khí, loại này bầu không khí, cùng lúc trước một lần đó đi đến Thủy Gia hoàn toàn khác nhau. Lần này bầu không khí, tựa hồ mang theo một loại khắc nghiệt chi khí, có lẽ có một sự tình muốn phát sinh, Lâm Phong như cũng bất động thanh sắc, hộ vệ thống lĩnh hay là đem Lâm Phong đưa đến rồi lúc trước tới này tòa trong đại sảnh. Lâm Phong trong đại sảnh chờ đợi rồi một đoạn thời gian, thủy gia lão tổ đến nơi. Cùng thủy gia lão tổ cùng đi còn có một người trung niên tu sĩ. Này tên trung niên tu sĩ, bên trong ngang vật liệu, mặt chữ quốc, nhìn vẻ mặt chính khí bộ dáng, Thế nhưng Lâm Phong nhưng theo đối phương trên người cảm nhận được rồi một cỗ lạnh ý. Kim Tiên, này tên trung niên nam tử, dĩ nhiên là một tên Kim Tiên cường giả, xem ra hẳn là thủy gia Kim Tiên cường giả. Bất quá thủy gia lão tổ cũng không hướng Lâm Phong dẫn tiến vị trung niên nam tử này. Hắn vừa cười vừa nói, để cho công tử lâu chờ rồi, thật sự là xin lỗi xin lỗi. Lâm Phong nói, đạo hữu ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, không biết Tuyết Long thảo có hay không đã mang đến. Thủy gia lão tổ nói: tuyết long thảo đã mang đến rồi, hiện tại liền đặt ở trong bảo khố, bất quá, tuyết long thảo đặt ở rồi một kiện đặc thù bảo bối bên trong, cần mở ra kia kiện bảo bối cấm chế, mới có thể đem tuyết long thảo cho lấy ra, thế nhưng mở ra cấm chế nói, phải cần một khoảng thời gian, như vậy được rồi, công tử ngay tại chúng ta thủy ra đợi một thời gian ngắn, chờ cấm chế mở ra về sau, chúng ta sẽ lập tức lấy ra tới tuyết long thảo giao cho công tử. Nghe được thủy gia lão tổ lời nói này về sau lâm phong trong lòng nhất thời nở nụ cười lạnh, tối lúc mới bắt đầu Lâm Phong xác thực tin tưởng rồi Tuyết Long Thảo tại thủy gia tổ địa chuyện này, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, chuyện này tựa hồ có kỳ quặc, bởi vì hắn cảm giác thủy gia lão tổ tựa hồ tại kéo dài thời gian, sau đó để mình dừng lại ở Thiên Thủy Thành bên trong không được rời khỏi. Lúc trước những cái này chỉ là suy đoán của mình mà thôi, mình cũng không thể xác định, thế nhưng hiện giờ thấy được rồi thủy gia lão tổ bên người Kim Tiên cường giả, Lâm Phong liền có thể khẳng định loại này suy đoán rồi, thủy gia lão tổ chỉ là muốn muốn kéo dài thời gian mà thôi, thậm chí tuyết long thảo bản thân ngay tại thiên thủy thành thủy gia để đó đâu mà không phải tại thủy gia tổ địa để đó để cho lâm phong có chút nghi hoặc chính là nếu như thủy gia kim tiên cấp bậc cường giả đã đến rồi kia vì sao thủy gia người còn chưa động thủ đâu này thủy gia lão tổ tiếp tục trì hoãn thời gian là vì cái gì sự tình đây là lâm phong trăm mối vẫn không có cách giải địa phương bất quá nếu như thủy gia lão tổ làm như vậy rồi nhất định có hắn chính mình nguyên nhân a thủy gia lão tổ nghĩ muốn kéo dài thời gian Lâm Phong cũng không ý định tiếp tục ở trong đây kéo dài xuống dưới rồi, hắn đã nghĩ kỹ rồi đối phó thủy gia Kim Tiên Cường giả phương pháp, nếu là chính diện chống lại nói, 10 cái Lâm Phong chung vào một chỗ, cũng không phải Kim Tiên Cường giả đối thủ. Thế nhưng Lâm Phong nơi này có rất nhiều chín tầng trời thần mẫu châu đâu, những cái này chín tầng trời thần mẫu châu có thể đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có đem trong nội tâm tâm tình biểu hiện ở trên mặt, những cái này lão hồ ly sở trường che giấu chính mình chân thật ý nghĩ. Lâm Phong xuất đạo nhiều năm kinh lịch rồi vô số lần ngươi lừa ta gạt cũng đã sớm xưa đâu bằng nay. Lâm Phong đồng dạng hiểu được như thế nào che giấu tâm tình của mình, che giấu ý nghĩ của mình. Lâm Phong nói không có vấn đề, ta đây liền ở chỗ này a. À. Tốt, ta phái người an bài một cái công tử chỗ ở. Thủy gia lão tổ vừa cười vừa nói nội tâm của hắn bên trong kỳ thật có chút khinh bỉ Lâm Phong, tuy Lâm Phong tu vi rất cường đại, hơn nữa còn là tội huyết chi hoàng, nhưng hiện giờ lại bị hắn cho lừa dối xoay quanh. Thủy gia lão tổ tự nhiên là có chút đắc ý, hắn nhìn hướng rồi kia tên Kim Tiên cường giả, tuy Thủy gia lão tổ tuổi tác so với kia tên Kim Tiên cường giả lớn hơn trên rất nhiều, thế nhưng luận thực lực, luận trong gia tộc địa vị là xa xa so ra kém đối phương. Kia tên Kim Tiên cường giả khóe miệng câu dẫn ra rồi một vòng nụ cười, tựa hồ lúc dùng loại phương thức này tán dương Thủy gia lão tổ làm việc xử lý vô cùng hợp hắn tâm. Lâm Phong đứng dậy, nói, không cần sẽ tìm người khác mang ta đi chỗ ở rồi. Không bằng để cho đạo hữu bên người vị này tùy tùng mang theo ta đi a. À. Nghe được Lâm Phong đối bên cạnh mình vị này Kim Tiên cường giả xưng hô về sau, Thủy gia lão tổ khóe miệng không khỏi kịch liệt run rẩy rồi một cái. Hắn không khỏi làm ho khan vài tiếng, hắn cũng không dám phân phó vị này Kim Tiên cường giả. Tu luyện giả thế giới là cường giả vi tôn thế giới, không phải là tuổi tác vi tôn thế giới, chỉ có cường giả phân phó kẻ yếu đi làm sự tình, mà không phải tuổi tác lớn phân phó năm rồi tiểu nhân đi làm sự tình. Bất quá lúc này này tên trung niên nam tử nói tốt liền do ta mang theo lâm công tử đi nghỉ ngơi a à. tốt thủy gia lão tổ nói lâm công tử bên này thỉnh trung niên nam tử nói đa tạ dẫn đường lâm phong ý vị sâu dài vừa cười vừa nói lâm công tử không cần khách khí này tên trung niên nam tử cười cười nói ngươi gọi là gì trên đường thời điểm lâm phong hỏi thủy tử văn trung niên nam tử nói cái tên này ngược lại là có chút nhao nhã cùng các hạ khí chất có chút xứng đôi lâm phong nói công tử quá khen rồi ta chỉ là người thô kệch một cái đảm đương không nổi như vậy tán dương trung niên nam tử nói tự nhiên làm được ta cảm giác các hạ hẳn không phải là người bình thường chẳng lẽ là thủy gia lão tổ dòng chính hậu nhân hay sao lâm phong hỏi trung niên nam tử lắc đầu nói đương nhiên không phải chúng ta cùng lão tổ nhất mạch này huyết thống đã tương đối nhạt mỏng rồi thủy gia lão tổ tựa hồ là bàng chi nhất mạch tu sĩ a hẳn là các hạ là dòng chính huyết mạch lâm phong tiếp tục hỏi trung niên nam tử giống như cười mà không phải cười nói bàng chi huyết mạch tu sĩ ở tại thiên thủy thành bên trong dòng chính huyết mạch tu sĩ ở tại tổ địa bên trong ta hiện tại ở tại thiên thủy thành bên trong người nói ta là bàng chi hay là dòng chính lâm phong nói còn có loại này thuyết pháp a à, ta lúc trước cũng không rồi rõ ràng đại gia tộc phân một mực so sánh rõ ràng trung niên nam tử nói lâm phong gật gật đầu lập tức cảm khái nói đúng vậy a à. Đại gia tộc tại rất nhiều phương diện xác thực làm so sánh tỉ mỉ một chút. Cứ như vậy, Lâm Phong trên đường đi không ngừng cùng Trung niên nam tử bắt chuyện. Hắn chủ yếu là nghĩ muốn thông qua nói chuyện với nhau tới giảm xuống Trung niên nam tử tính cảnh giác. Bởi vì muốn đối phó một vị Kim Tiên, tuyệt đối là vô cùng chuyện khó khăn. Cho nên, Lâm Phong muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nỗ lực đem từng cái chi tiết đều làm được hoàn mỹ. Chương 5147, trọng thương Kim Tiên không có bao nhiêu sẽ, trung niên nam tử mang theo Lâm Phong đi đến rồi Lâm Phong chỗ ở. Trung quanh là xanh mơn mởn mặt cỏ, còn có thủy trì, giả núi, cầu đá chờ chia đều vải bố tại bốn phía, cái chỗ này hoàn cảnh thật đúng là coi như không tệ đó a. À. Cái chỗ này, chính là Lâm Phong chỗ cư trụ, vào xem có hay không thỏa mãn, nếu là không hài lòng nói, ta lại mang theo người đi địa phương khác nhìn xem. Trung niên nam tử nói, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức tiến vào rồi trong đình viện trong đình viện còn có một cái ôn tuyền trì tử, ôn tuyền trì tử bên trong ôn truyền cuồn cuộn tuôn động lấy. Ôn truyền mặt trên lượn lờ lấy một tầng đám xương, giống như tiên vụ đồng dạng, xa hoa, tại trong đình viện còn gieo trồng lấy một chút kỳ hoa dị thảo, cả tòa đình viện đều tản mát ra tới rồi một cỗ mùi thơm lạ lùng. Nghe thấy lên, rất thoải mái, tinh thần tựa hồ cũng trở nên thanh minh hơn nhiều, nơi này mùi thơm lạ lùng vậy mà có thể nâng cao tinh thần. Lâm Phong giật mình nói, trung niên nam tử vừa cười vừa nói, có một loại linh thảo gọi là tụ linh thảo, có thể nâng cao tinh thần, hơn nữa đối tu luyện cũng có chỗ tốt. Lâm Phong tán thán nói, thật không hổ là đại gia tộc, những vật này, ta đều là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Lâm Phong một bộ lưu mỗ mỗ đi vào rồi lớn trang viên bộ dáng, Nhìn xem rất không có kiến thức, nông dân, trung niên nam tử nội tâm đối Lâm Phong không khỏi cực kỳ khinh bỉ lên. Tuy Lâm Phong thân phận phi phàm, thực lực không tầm thường. Bất quá, tại trung niên nam tử xem ra, lâm phong chỉ là thế tục thế giới đi ra tới tu sĩ như vậy tu sĩ tự nhiên không có cái gì kiến thức rồi mà lâm phong làm ra biểu hiện tới hết thảy cùng hắn suy đoán trên cơ bản đồng dạng cho nên trung niên nam tử đối lâm phong tràn ngập rồi khinh bỉ nội tâm tuy hết sức khinh bỉ lâm phong thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra hắn vừa cười vừa nói kỳ thật đều là một chút tầm thường đồ vật công tử tu vi cường đại nghĩ muốn cái gì đều là dễ như trở bàn tay lâm phong nói hay là thôi đi Xa xỉ đồ vật, dễ dàng làm cho người ta chìm đắm trong hưởng thụ bên trong, kể từ đó nói, tu đạo chi tâm liền xen lẫn một chút những vật khác, có lẽ, suốt cuộc vô pháp toàn tâm thần đem tinh lực tăng tại tu đạo trên rồi. Trung niên nam tử nói, công tử thật đúng là cao kiến a, khó trách công tử tuổi còn trẻ, tu vi đã cường đại như vậy rồi, có loại này kiến thức người cũng không nhiều, đặc biệt là công tử cái này tuổi tác, chính là hưởng thụ nhân sinh thời điểm, nhưng công tử lại lựa chọn rồi một mảnh khổ hạnh tăng đồng dạng tu luyện con đường lâm phong nói còn xa xa không tính là khổ hạnh tăng đồng dạng tu luyện con đường nên buông lỏng một cái thời điểm ta cũng sẽ buông lỏng trung niên nam tử hỏi công tử đều là lấy cái dạng gì phương thức buông lỏng lâm phong nói nữ nhân ha 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 trung niên tu sĩ nở nụ cười nói đây đúng là một cái không tệ buông lỏng phương thức người nam nhân nào không thương mỹ nữ đâu này ta lúc còn trẻ thích mỹ nữ tuy hiện tại đã không hề tuổi trẻ nhưng nhìn đến xinh đẹp nữ tử như cũng có một loại chiếm thành của mình ý nghĩ nghe được trung niên tu sĩ lời nói này về sau lâm phong trong lòng nhất thời mắng to lên ra hỏa này không nghĩ tới đem ra hỏa này một chút ác tha tâm tư cho moi ra tới quả nhiên là một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa lâm phong nói nếu không buổi tối an bài an bài trung niên tu sĩ nội tâm khinh bỉ rồi lâm phong một phen thế nhưng trên mặt lại là cười tủm tỉm biểu tình nói đương nhiên không có vấn đề không biết công tử thích gì loại hình hoàn mập yến về ta đều thích các hạ hiểu được ta là có ý gì a à? lâm phong nói trung niên tu sĩ không khỏi hết sức không lời kỳ thật thủy ra xác thực bồi dưỡng rồi không ít lôi kéo nhân tâm xinh đẹp nữ tu giống như đại gia tộc đều biết bồi dưỡng xinh đẹp như vậy nữ tu thế nhưng lâm phong vậy mà đưa ra tới rồi hoàn mập yến về yêu cầu như vậy thật đúng là đủ lòng tham bất quá trung niên tu sĩ hay là gật đầu đáp ứng rồi xuống đến nói cam đoan để cho công tử thỏa mãn lâm phong nói đa tả huynh đài, ha 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 ha, người cái này người coi như không tệ, hiện tại liền dẫn ta đi bên trong xem một chút đi. Trung niên tu sĩ gật gật đầu, dẫn đầu tiến vào rồi trong phòng, mà Lâm Phong thì là đi theo rồi phía sau của hắn, hiện tại trung niên tu sĩ nội tâm vẫn còn ở khi dễ Lâm Phong đâu, đồng thời nội tâm có chút hoài nghi, gia hỏa này thật sự là tội huyết chi hoàng Lâm Phong sao. Nhìn xem thật không như là một cái có thể người làm đại sự A. À. Có thể nói, bây giờ trung niên tu sĩ chính là tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Lâm Phong khóe miệng lộ ra rồi một vòng cười lạnh biểu tình, hắn trực tiếp tế ra tới 300 mai cửu thiên lôi mẫu châu. Tại tế ra những cái kia cửu thiên lôi mẫu châu thời điểm, Lâm Phong trước tiên rất nhanh lui về phía sau. Trung niên tu sĩ cảm ứng được rồi Lâm Phong tế ra cửu thiên lôi mẫu châu, hắn hơi hơi ngẩn người, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn hiện tại đã phục hồi tinh thần lại, nguyên lai Lâm Phong cùng hắn nói rồi thời gian dài như vậy dĩ nhiên là tại phân tán sự chú ý của hắn hơn nữa chính mình vậy mà thật sự bị lâm phong cho tính kế điều này làm cho trung niên tu sĩ vô cùng tức giận hắn cường đại như vậy nhân vật lại bị lâm phong cho tính kế rồi thật sự là quá nén giận đương nhiên trung niên tu sĩ đầy đủ cường đại dù sao cũng là kim tiên cảnh giới cường giả đối với chính mình tự nhiên vô cùng tự tin cho nên dù cho bị lâm phong tính kế rồi hắn cũng có lòng tin hóa giải lâm phong thế công trung niên tu sĩ nhanh chóng tế ra tới rồi một cái to lớn quang cháo. Kia cái phòng ngự quang cháo lực phòng ngự hết sức mạnh mẽ. Kia cái phòng ngự quang cháo, hoàn toàn đem trung niên tu sĩ bao bọc ở trong đó. Oanh, đón lấy, vừa lúc đó, trời rung đất chuyển nổ mạnh thanh âm truyền ra. Lâm phong tế ra 300 mai cửu thiên lôi mẫu châu toàn bộ bạo tạc. 300 mai cửu thiên lôi mẫu châu bạo tạc sản sinh rồi hủy diệt tính lực lượng. Cả tòa đình viện trong chớp mắt bị phá hủy mà trung niên tu sĩ cũng bị 300 mai cửu thiên lôi mẫu châu bạo tạc thời điểm sinh ra hủy diệt tính lực lượng cho triệt để bao phủ. Lâm Phong đứng tại trong hư không, nhìn xem phía dưới hoàn toàn bị phá hủy đình viện. Không biết 300 mai lôi mẫu châu có thể hay không nổ chết cái vị này kim tiên cường giả. Lâm Phong nội tâm, kỳ thật cũng không có ngọn nguồn. Chuyện gì xảy ra, xa xa thủy gia tộc nhân cũng bị kinh động, vừa mới đất sung núi chuyển, nghĩ không bị kinh động, cũng khó có khả năng. Thủy gia tộc nhân rất nhanh phóng tới bạo tạc phương hướng. A, à, phẫn nộ và thống khổ tiếng gầm từ bạo tạc trung tâm truyền rồi ra ngoài. Đón lấy, trung niên tu sĩ từ bên trong sông rồi ra ngoài, cánh tay trái của hắn, đùi phải trực tiếp bị tạc không có. Nửa người cũng bị bùng nổ, một chút ruột, thậm chí đều chảy xuôi rồi ra ngoài, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn không có chết. Kim thiên cảnh giới cường giả, không phải là chết dễ dàng như vậy. Trời ạ, à, tại sao có thể như vậy? Xa xa rất nhanh vào tới thủy gia tu sĩ thấy được thủy gia kim tiên cảnh giới cường giả vậy mà tổn thương nặng như vậy, từng cái một thần sắc đại biến, không thể tin được chính mình đã chứng kiến hết thảy. Tiểu súc sinh, ta muốn mạng chó của ngươi, thủy gia kim tiên cảnh giới cường giả phẫn nộ gầm hét lên, một trường hướng phía lâm phong đánh giết mà đi. Trường 5148 chém xuống đầu lâu, kim tiên cường giả xuất thủ, tự nhiên là khủng bố vô cùng. Dù cho xuất thủ Kim Tiên là một tên đã bản thân bị trọng thương Kim Tiên cường giả, nhưng cũng không có người dám can đảm khinh thường này tên kim tiên cường giả nếu là dám can đảm khinh thường này tên kim tiên cường giả nói hoàn toàn chính là tự tìm chết hành vi hiện giờ cái vị này kim tiên cường giả thể hiện ra tới rồi cực kỳ nghịch thiên chiến lực một trường kia uy lực khủng bố đến cực điểm dù là lâm phong cũng không khỏi chấn động ra hỏa này bị thương như thế nghiêm trọng đánh ra công kích như thế nào còn cường đại như vậy đâu này may mà lâm phong từ đầu đến cuối đều hết sức chú ý cẩn thận cho nên hắn có đầy đủ thời gian tới ứng đối thủy gia kim tiên cường giả công kích. Chúa tể chi khải bị Lâm Phong tế ra, cùng kim tiên cấp bậc cường giả đại chiến tự nhiên muốn coi chừng rồi, cho nên Lâm Phong đem cái này phòng ngự pháp bảo tế ra tới bảo hộ thân thể của mình. Kể từ đó, chúa tể chi khải không sai biệt lắm có thể tháo bỏ xuống đối phương 60% trái phải lực công kích, còn dư lại công kích Lâm Phong có thể dùng chính mình nắm giữ một chút cường đại thủ đoạn hóa giải được. Tại Lâm Phong tế ra rồi chúa tể chi khải sau, đón lấy hắn cùng với Ma Liên, chúa tể chi khải, thân ngoại hóa thân, thánh cốt, màu vàng tiểu nhân lấy được rồi câu thông, trong nháy mắt, Lâm Phong lực lượng bắt đầu rất nhanh tăng vọt, theo lực lượng tăng vọt, Lâm Phong chiến lực cũng ở rất nhanh tăng lên, không có bao lâu thời gian, Lâm Phong liền cảm giác được, nhất cử nhất động của hắn, tựa hồ cũng có nghiêng trời lệch đất chi uy, này chờ khủng bố chiến lực, tự nhiên là cực kỳ rung động nhân tâm. Lâm Phong trực tiếp ngưng tụ ra tới rồi vĩnh sinh chi môn hư ảnh hướng phía thủy gia kim tiên cường giả trấn áp mà đi. Phanh, cùng với kia mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra, Lâm Phong ngưng tụ ra tới vĩnh sinh chi môn hư ảnh cùng thủy gia kim tiên cường giả đánh ra một trường đụng đụng vào nhau. Kia mạnh mẽ va chạm thanh âm sau khi truyền ra, thủy gia đang tại rất nhanh chạy tới chỗ có người trên mặt cũng không khỏi lộ ra rồi chấn kinh cùng động dung biểu tình, bởi vậy bọn họ thấy được Lâm Phong vậy mà cùng bọn họ thủy gia kim tiên cường giả liều rồi một cái lực lượng ngang nhau. Thủy gia những tu sĩ kia tự nhiên không cho rằng gia tộc bọn họ kim tiên cường giả thâm thụ trọng thương là Lâm Phong kích thương, bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Phong có được như vậy chiến lực, bọn họ cảm thấy, Lâm Phong nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đánh lén rồi bọn họ thủy ra kim tiên cường giả, bọn họ thủy ra kim tiên cường giả mới có thể bị thương, mà khi gia tộc bọn họ kim tiên cường giả xuất thủ thời điểm, gạt bỏ Lâm Phong vẫn dễ dàng sự tình. Nhưng chân thực tình huống nhưng lại không phải như thế, thủy ra kim tiên cường giả, cũng không thể đủ làm sao Lâm Phong. Tuy nói thủy ra kim tiên bởi vì thâm thụ trọng thương chiến lực trên phạm vi lớn trượt, Thế nhưng, cũng hẳn không phải là một tên tu sĩ trẻ tuổi có thể chống lại a. À. Thế nhưng Lâm Phong lại hết lần này tới lần khác ngăn cản được rồi thủy ra Kim Tiên cường giả công kích, nghĩ đến Lâm Phong chiến lược về sau, rất nhiều người cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, Lâm Phong hiện tại trẻ tuổi như vậy cũng đã khủng bố như vậy, chờ về sau vậy còn được rồi a. À. Hiện nay đắc tội rồi Lâm Phong, rất nhiều người có cảm giác sau lưng lạnh cả người, nếu là giết không chết Lâm Phong nói, về sau tất nhiên sẽ đưa tới diệt tộc chi họa. Này lớn một chút nhà mảy may cũng sẽ không hoài nghi. Hiện tại nội tâm của bọn hắn bên trong không khỏi trở nên khủng hoảng lên. Người bây giờ đã không đi rồi, người thời đại đi qua rồi. Lâm Phong thanh âm hờ hững nói, tại hóa giải rồi thủy gia kim tiên cường giả công kích về sau, hắn rất nhanh hướng phía thủy gia kim tiên cường giả phóng đi, Lâm Phong trong chớp mắt liền tới đến rồi thủy gia kim tiên cường giả bên người, sau đó vận chuyển gấp 6 lần long tượng chi cánh tay lực lượng, hướng phía thủy gia kim tiên cường giả đánh giết mà đi. Tiểu tử khoác lác nói quá sớm rồi, hôm nay để cho ngươi biết bổn tọa lợi hại chỗ. Thủy gia kim tiên cường giả thần sắc hờ hững nhìn về phía lâm phong, hắn đường đường một tôn kim tiên, thân thể được xưng bất hủ bất diệt, làm sao có thể e ngại cùng lâm phong tiến hành thân thể va chạm đâu này. Cho nên đối mặt với lâm phong thân thể công kích thủy gia kim tiên cường giả căn bản không có bất kỳ e ngại địa phương, cái kia một quyền đánh ra nhất thời truyền ra tới rồi mãnh liệt tiếng xé gió, thủy gia kim tiên cường giả một quyền kia uy lực hết sức mạnh mẽ, kim tiên cường giả thân thể tự nhiên là khác người. Phanh, nổ mạnh chấn thiên, giống như hai tòa tinh không thế giới bên trong rất nhanh phi làm được tinh thần hung hăng va chạm với nhau đồng dạng, lâm phong cùng thủy gia kim tiên cường giả đụng đụng vào nhau, hai bên là thuần túy thân thể va chạm. Lâm phong không chút sức mẻ, thủy gia kim tiên cường giả thì là giống như như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, cánh tay của hắn cũng bị đánh gãy. Đứt gãy xương cốt đâm rách rồi ra của hắn, không có khả năng, thấy như vậy một màn thủy gia tu sĩ cũng không dám tin kinh hô lên, kim tiên thân thể có thể phá toái hư không, đây là cường đại cỡ nào thân thể a à? Thân thể, có thể nói là kim tiên ẩn giấu một trong những tuyệt chiêu, đối với cái khác cảnh giới tu sĩ mà nói, kim tiên tại thân thể mặt trên có ưu thế thật lớn, trừ rồi là kim tiên cường giả bên ngoài, thủy gia huyết mạch bên trong bản thân còn lưu chảy thần linh huyết mạch, cho nên nhục thể của bọn hắn trời sinh cường đại. Tại loại này song trọng gia trì, thủy gia kim tiên cường giả thân thể mạnh, có thể tưởng tượng. Nhưng mặc dù như thế, thủy gia kim tiên cường giả đang cùng Lâm Phong thân thể va chạm thời điểm vậy mà lấy một loại bại hoàn toàn phương thức chấm dứt rồi lần này va chạm, đây mới là để cho thủy gia vô pháp tiếp nhận một chút. Lâm Phong thực lực xác thực rất mạnh, nhưng Lâm Phong thân là nhân tộc, nhược điểm lớn nhất chính là thân thể nhỏ yếu mới đúng a, à. thế nhưng bọn họ thấy tình huống lại không phải như thế. Lâm Phong thân thể cũng không phải là nhược điểm, tương phản, Lâm Phong thân thể hết sức cường đại cường đại đến rồi để cho bọn họ đều có một loại ngạc nhiên thất sắc cảm giác. Pháp lực hùng hậu, thần thông quảng đại, thân thể khủng bố. Tại rất nhiều người xem ra, Lâm Phong quả thật không có bất kỳ khuyết điểm đồng dạng. Không có khả năng, nhân tộc thân thể, làm sao có thể sẽ cường đại như vậy? Thủy Gia Kim Tiên cường giả cũng phát ra rồi không dám tin tiếng gầm. Hắn vô pháp tiếp nhận đây hết thảy, vô luận bất cứ chuyện gì phát sinh ở nhân tộc tu sĩ trên người, đều cũng không làm cho người ta kinh ngạc bởi vì nhân tộc là có thể đủ sáng tạo kỳ tích chủng tộc. Lâm Phong thần sắc hờ hững nhìn về phía rồi thủy gia kim tiên cường giả, hắn rất nhanh hướng phía thủy gia kim tiên cường giả đánh tới, nghĩ muốn nhanh lên giải quyết xong thủy gia kim tiên cường giả. Thủy gia kim tiên cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn biết rõ hiện tại đại thế đã mất. Cho nên quay người liền hướng phía xa xa bỏ chạy, trốn không thoát đâu, Lâm Phong thần sắc hờ hững, hắn rất nhanh đuổi theo, một quyền hướng phía thủy gia kim tiên cường giả đánh giết mà đi, Thủy gia Kim Tiên Cường giả vội vàng xuất thủ ngăn cản Lâm Phong một kích này, nhưng vẫn là bị Lâm Phong một quyền đánh bay ra ngoài, thương thế của hắn càng thêm tổn thương, mà Lâm Phong thần sắc hờ hứng, hắn nhảy lên, hóa thành rồi một đạo kiếm khí. Lâm Phong thì triển chính là người từ trên trời, một kiếm có thể chảm tiên cái này thần thông. Thổi phù một tiếng vang truyền ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra, Lâm Phong hóa thành kiếm khí, trực tiếp đem Thủy gia Kim Tiên Cường giả đầu lâu chém giết rồi xuống đến. Chương 5149, đế vô đạo xuất hiện. Kim Tiên lão tổ bại rồi, điều này sao có thể đâu này? Kim Tiên lão tổ thế nhưng là vô địch tồn tại a, làm sao có thể bại đâu này? Mà còn thua ở rồi một tên tu sĩ trẻ tuổi trong tay. Thế nhưng là Kim Tiên lão tổ chính là bại rồi a, bại 10 phần thảm thiết. Tiếp xuống đến nên làm cái gì bây giờ? Hắn sẽ không đối với ta nhóm thủy gia đại khai sát giới a. Chúng ta bây giờ nhanh chóng chạy trốn a thủy gia tu sĩ đều nghị luận lên, trên mặt của mỗi người đều là kinh khủng vô cùng biểu tình. Gia tộc bọn họ Kim Tiên bị Lâm Phong chém xuống tới rồi một cái đầu lâu, này cho bọn họ rung động thật sự là quá lớn. Liền ngay cả thủy gia lúc trước tiếp đãi Lâm Phong đạo tiên lão tổ, giờ này khắc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Đi đi đi, thủy gia vị này đạo tiên lão tổ hoàn toàn bị Lâm Phong dọa phá lá gan rồi, căn bản không dám tiếp tục dừng lại xuống dưới rồi, hắn lo lắng tiếp tục dừng lại xuống dưới nói, sẽ chết vô cùng thảm, cho nên hắn quay người liền hướng phía bên ngoài bỏ chạy, thấy được đạo tiên lão tổ đều chạy trốn rồi, những người còn lại lại càng thêm không dám tiếp tục dừng lại xuống dưới rồi, còn lại tu sĩ cũng nhao nhao chạy trốn. Lâm Phong lúc này không để ý đến những cái kia chạy trốn tu sĩ, đều là một chút tiểu nhân vật mà thôi, không quan trọng gì. Hắn một trường đập vỡ rồi cái vị này kim tiên cường giả thân thể, trong hư không chỉ còn dưới rồi một đoàn bổn nguyên, Lâm Phong đem kia đoàn bổn nguyên thu vào. Đây chính là kim tiên bổn nguyên a nếu là luyện hóa rồi kim tiên bổn nguyên nói có khả năng đem chính mình tu vi tăng lên tới địa tiên cảnh giới a nghĩ tới đây về sau lâm phong cũng không khỏi trở nên hưng phấn lên nếu là có thể đem chính mình tu vi tăng lên tới địa tiên cảnh giới nói vậy thật là làm cho người ta hưng phấn rồi a nhân tiên cùng địa tiên tuy chỉ có một cảnh giới khác biệt thế nhưng chân chính lại nói tiếp nói hai cái này cảnh giới tranh lệch là to lớn thật giống như đạo tiên cảnh giới cùng kim tiên cảnh giới tranh lệch như vậy lớn đạo tiên cảnh giới tại kim tiên cảnh giới tu sĩ trước mặt quả thật như kiến hôi đồng dạng căn bản không phải một tầng thứ tu sĩ đây là một cái to lớn vượt qua nhân tiên cảnh giới tu sĩ tại đạo tiên cảnh giới tu sĩ trước mặt cũng là như thế rốt cuộc thiên hạ có thể vượt cấp khiêu chiến tu sĩ tại tất cả tu sĩ bên trong số đếm vẫn rất tiểu nhân thu lấy rồi kim tiên bổn nguyên về sau lâm phong một phát bắt được rồi cái vị này kim tiên cường giả đầu lâu đừng có giết ta đừng có giết ta này khỏa đầu lâu mở miệng cầu xin tha thứ lên, vừa mới lâm phong chém giết xuống đến đầu của hắn thời điểm tận lực thu liếm rồi lực lượng. Cho nên, linh hồn của hắn cũng không có bị trực tiếp tiêu diệt. Tuyết Long Thảo ở chỗ nào? Lâm phong thần sắc hờ hững mà hỏi, nếu ngươi phải không giết ta mà nói, ta liền đem Tuyết Long Thảo vị trí báo cho ngươi. Thủy gia Kim Tiên Cường giả mặc cả nói, Lâm Phong cười lạnh rồi một tiếng, sau đó nói, ngươi cảm thấy bây giờ còn có tư cách cùng ta đàm phán sao? quả thật chính là mơ mộng hão huyền, tiếng nói rơi xuống về sau, Lâm Phong trực tiếp đem trốn ở đầu lâu bên trong linh hồn giam cầm rồi ra ngoài. Lập tức Lâm Phong đem này khỏa đầu lâu ném trên mặt đất. Hắn tế ra rồi thiên hỏa, thiên hỏa hừng hực thiêu đốt lên, theo thiên hỏa thiêu đốt, cái vị này kim tiên cường giả linh hồn phát ra rồi thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết. Thiên hỏa đốt cháy đối với linh hồn tổn thương là thật lớn. Thế nhưng, chỉ cần khống chế tốt, đối phương linh hồn sẽ không bị tiêu diệt chỉ sợ vô cùng thống khổ, quả thật giống như là bị địa ngục chi hỏa phần thiêu đồng dạng. Sống không bằng chết, có rất ít người có thể thừa nhận thống khổ như vậy. Giết rồi ta, nhanh lên giết rồi ta, cái vị này kim tiên cường giả cao giọng cầu khẩn lại. Hắn khó có thể thừa nhận, còn sống, so với chết rồi còn muốn thống khổ. Lâm Phong thần sắc hờ hững nói, đồ vật tại ở đâu? Tại trong bảo khố, bảo khố tại chỗ sâu đình viện ở trong. Cái vị này kim tiên linh hồn nhanh chóng nói lâm phong không có ngừng lại trực tiếp phóng lên trời rất nhanh hắn liền tới đến rồi chỗ sâu nhất trong đình việt nguyên bản nơi này thủ vệ nghiêm ngặt thế nhưng hiện tại cũng sớm đã không có người nào người nơi này cũng đã chạy sạch sẽ bảo khố cửa lớn tu kiến tráng lệ mặt trên vẽ lấy một đầu cự long bức họa đầu kia cự long trông rất sống động phảng phất tùy thời tùy chỗ cũng có thể từ trên cửa chính mặt bay ra sau đó biến thành thật sự cự long đồng dạng tại cửa lớn xung quanh có một loại che giấu không được khủng bố sát cơ, nơi này cấm chế dậm rạp, một khi xúc động rồi cấm chế, sẽ lọt vào cấm chế công kích. Như thế nào mở ra cửa lớn, Lâm Phong nói, cái vị này kim tiên linh hồn trong mắt đi lòng vòng. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Phong cười lạnh nói, nơi này không có người nào là kẻ đần, nói thật ra hay là nói láo chính ngươi suy nghĩ rõ ràng, hẳn là không cần ta nhiều lời. Nghe được Lâm Phong lời nói này về sau, cái vị này kim tiên cường giả linh hồn biết rõ Lâm Phong đã nhìn thấu rồi hắn quỷ kế. Hắn không dám nói nữa dối, mà là ăn ngay nói thật nói, bên trái chỗ này cửa lớn, bên trái Long Nhãn là người thứ nhất chốt mở, cự Long nghịch lân vị trí là cái thứ hai chốt mở, còn có phía dưới kia cái Long chảo là cái thứ ba chốt mở, này ba cái chốt mở cần đồng thời xúc động mới có thể mở ra cửa lớn. Cái thứ nhất chốt mở hướng bên trái vặn nửa vòng, cái thứ hai chốt mở hướng bên phải vặn một vòng, cái thứ ba chốt mở thì là nhẹ nhàng đá một cước như vậy liền có thể rồi nghe được cái vị này kim tiên một phen nói về sau lâm phong không khỏi trợn trắng mắt vậy mà đem chốt mở thiết trí phiền toái như vậy nếu là người không biết đi thử nói xác định vững chắc mở ra cửa lớn tất nhiên sẽ gặp đến cấm chế công kích lâm phong vô pháp nghiệm chứng ra hỏa này chỗ nói đến cùng là thật hay giả bởi vậy lâm phong không có tự mình ra trận hắn tế ra rồi một tôn lúc trước người luyện chế hình khôi lỗi để cho cái vị này hình người khôi lỗi tiến đến thử nhìn một chút hình người khôi lỗi đi đến rồi cửa lớn bên cạnh dựa theo cái vị này kim tiên một phen nói thử rồi một cái. Âm âm nổ mạnh thanh âm vang vọng thiên địa, cửa lớn hướng phía hai bên di động đi qua. Đợi đến đại môn mở ra về sau, Lâm Phong tiến vào rồi trong mật thất, trong mật thất tự thành không gian, không gian bên trong rất lớn, trồng chất lấy vô số bảo bối, những bảo bối này đều là thiên thủy thành thủy ra vô tận tuế nguyệt đến nay tích lũy bảo bối, trừ rồi thiên thủy thành thủy ra tích lũy bảo bối bên ngoài, còn có tổ địa bên trong lấy ra tới một chút bảo bối, để cho thiên thủy thành thủy gia hỗ trợ đấu giá, Chào hàng. Cho nên nơi này đủ loại bảo bối thật sự là quá nhiều. Lâm Phong triệu hồi ra tới rồi trên trăm tôn hình người khôi lỗi. Hắn khiến những người này hình khôi lỗi đem những bảo bối này thu vào thời gian trong không gian. Những người kia hình khôi lỗi bắt đầu bận việc, đại lượng bảo bối cũng bị hình người khôi lỗi thu vào thời gian trong không gian. Lâm Phong nhìn về phía Kim Tiên Cường giả Linh Hồn hỏi, Tuyết Long thảo ở chỗ nào? Chỗ sâu trong một cái kim loại cái giá đỡ mặt trên tản ra khủng bố hàn khí kia cái bạch trong hộp ngọc giả vờ chính là tuyết long thảo cái vị này kim tiên cường giả linh hồn nói lâm phong gật gật đầu rất nhanh hướng phía chỗ sâu trong bay đi hắn nhìn thấy tại chỗ sâu trong vị trí có thật nhiều kim loại cái giá đỡ thế nhưng lâm phong hay là liếc một cái tìm kiếm được kia cái bạch ngọc cái hộp bởi vì bạch ngọc cái hộp xung quanh tản ra khủng bố hàn khí lâm phong bay qua đem bạch ngọc cái hộp mở ra quả nhiên thấy bên trong có một cây tuyết tiên thảo gốc này tuyết tiên cỏ chính là tuyết long thảo Lâm Phong đem bạch ngọc cái hộp thu vào. Trên trăm tôn hình người khôi lỗi một chỗ thu lấy bảo bối tốc độ rất nhanh. Lâm Phong vừa mới đem bạch ngọc cái hộp thu lại. Trên trăm tôn hình người khôi lỗi liền đem Lâm Phong xung quanh bảo bối cũng nhao nhao thu vào rồi thời gian trong không gian. Thu lấy rồi những bảo bối này về sau, toàn bộ bảo khố bảo bối cũng bị rất nhanh chuyển không. Lâm Phong không có ngừng lại, đem những người kia hình khôi lỗi thu sau khi thức dậy, liền rất nhanh hướng phía bên ngoài lao đi. Người rốt cuộc ra ngoài rồi. Làm Lâm Phong từ trong bảo khố sau khi đi ra một giọng nói chuyển đến, Lâm Phong nhìn lại, thấy được rồi một tên anh Tuấn tu sĩ, làm nhìn người nọ thời điểm, Lâm Phong sắc mặt liền biến đổi. Đế vô đạo, dĩ nhiên là đế vô đạo, Lâm Phong đã từng đã từng gặp đế vô đạo bức họa, bởi vậy, liếc một cái liền nhận ra tới rồi đế vô đạo thân phận. Trường 5150, đế vô đạo phản bội nguyên nhân. Đế vô đạo cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, người trước mắt này, bản thân chính là loại kia siêu cấp thiên kiêu cấp bậc tồn tại, có thể vượt qua mấy cái lớn cấp bậc, vượt cấp khiêu chiến, lúc trước Lâm Phong thậm chí nghe qua đế vô đạo một chút tiểu đạo tin đồn, tỉ như, đế vô đạo cũng không phải thiên đế chi tử, kỳ thực trên là thiên giới thiên chủ cùng đế vô đạo mẫu thân thông đồng cùng một chỗ sinh xuống nhi tử, nếu là như vậy nói, như vậy đế vô đạo thiên phú so với trong tương tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì là thiên đế, có thể không sánh bằng thiên giới thiên chủ. Thiên đế chỉ là nửa trí cao vị diện bất tử giới chi chủ mà thôi, thiên chủ thì là trí cao thế giới chúa tể, hai bên tranh lệch căn bản vô pháp tính toán, đương nhiên những cái này tin vỉa hè tới tin tức có phải thật hay không vậy không được biết. bất quá những tin tức này mà kệ có phải thật hay không, có một chút lại là có thể xác nhận. từ khi bước vào chân tiên cảnh giới về sau, đế vô đạo tu vi đã tăng lên tới rồi quỷ thần khó lường tình trạng, hắn mạnh như thế nào, không có ai biết. lâm phong cũng không biết đế vô đạo mạnh như thế nào, thế nhưng lâm phong cảm giác bây giờ đế vô đạo là hắn xa xa vô pháp tới đối kháng tồn tại, ở trước mặt đối với đế vô đạo thời điểm. Lâm Phong cảm nhận được rồi một loại trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, xa xa so với Kim Tiên Cường giả mang cho chính mình áp bách còn mạnh hơn nhiều. "Đế Vô Đạo, thật sự là cường đại a, à. ngươi khi nào đến nơi?" Lâm Phong hít sâu một hơi, lập tức hỏi. "Tại ngươi mở ra cửa lớn, chưa từng tiến vào trong đó thời điểm, ta cũng đã đến nơi rồi." Đế Vô Đạo Phong Đạm Vân khinh nói. Hắn hoàn toàn là một bộ nắm giữ hết thảy dáng dấp, bây giờ Đế Vô Đạo, xác thực như thế khủng bố, trưởng khống hết thảy coi trời bằng vung, có một loại, vô địch thiên hạ khí thế, có lẽ duy chỉ có loại tính cách này người, mới có thể trở thành trí cường giả a. Vì cái gì không có ngăn cản ta tiến vào, Lâm Phong nghi ngờ hỏi, đế vô đạo mỉm cười, lập tức nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, để cho một người từ thiên đường ngã vào địa ngục bên trong là một kiện mười phần làm cho người ta vui vẻ sự tình sao. Nghe được đế vô đạo lời nói này về sau, Lâm Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn biết rõ đế vô đạo lời nói này là nói hắn mới vừa tiến vào trong bảo khố thu lấy các loại bảo bối sự tình, làm chính mình tiến vào trong đó thời điểm đúng là vô cùng vui vẻ sự tình, không phải là giống như tiến vào rồi thiên đường thế giới đồng dạng sao. Thế nhưng làm chính mình sau khi đi ra gặp được rồi đế vô đạo, không phải là giống như ngã vào rồi trong địa ngục đồng dạng sao. Lâm Phong nói, người cũng quá tự cho là đúng rồi. Đế vô đạo thản nhiên nói, tự cho là đúng sao. Ta cũng không cảm thấy, Ta cùng với phụ thân ngươi là một cái thời đại người, tuy ngươi thành dài vô cùng nhanh, nhưng là vừa làm sao biết ta chỗ nắm giữ thủ đoạn đâu này? Ha ha, ngươi cũng muốn nói cùng phụ thân ta là một cái thời đại người sao? Chớ muốn quên năm đó ngươi chỉ là cha ta bên người một con chó mà thôi, đáng tiếc a, ta phụ thân lúc ấy không có nhận rõ ràng diện mục thật của ngươi, bằng không mà nói cũng sẽ không phát sinh chuyện sau đó rồi. Lâm Phong Miễu Mai nói: Ha ha, ngươi căn bản không hiểu năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Đế vô đạo cười lạnh nói, chuyện gì xảy ra, Lâm Phong hỏi. Đế vô đạo thần sắc hờ hững nói, ta vừa bắt đầu đúng là chân tâm thật ý đi theo người phụ thân, thế nhưng, theo thời gian trôi qua, ta tâm biến rồi, biết rõ ta tại sao lại biến sao. Đều là bởi vì người phụ thân, vì cái gì đồng dạng đều là thiên phú tuyệt hảo, người phụ thân có nhiều như vậy cường đại cơ duyên, thậm chí chính mình phục hồi rồi vận mệnh huyết mạch, vì cái gì nhiều như vậy chuyện tốt đều quán đến ngươi rồi trên thân phụ thân, mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta không phục, cho nên ta muốn hủy diệt hắn." Lâm Phong cười lạnh nói, "Năm đó cha ta nhiều như vậy tùy tùng, bọn họ vì cái gì không giống ngươi đồng dạng, nói trắng ra rồi, ngươi chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân mà thôi, mà ngươi chỗ giải thích những cái này, cũng chỉ là che giấu ngươi hèn hạ, vô xỉ, huống chi, năm đó cha ta chẳng lẽ không có tương trợ các ngươi sao?" Ta thế nhưng là nghe đọc cô nhai thúc thúc từng nói qua năm đó một sự tình, các ngươi những người này, đi theo ta phụ thân bên người đều đạt được rồi vận mạng chiếu cố, đều đạt được rồi thiên đại chỗ tốt, cha ta đạt được chỗ tốt thời điểm chưa bao giờ quên qua các ngươi. Ta phụ thân thậm chí vì các ngươi nghịch thiên cải mệnh, hắn đem có thể việc làm toàn bộ làm rồi, nhưng ngươi là như thế nào hồi báo hắn? Chính ngươi nội tâm âm u, ác tha, thì không muốn tìm nhiều như vậy mượn cớ, lúc trước ta nghĩ đến ngươi là một cái tiểu nhân, nhưng hiện tại xem ra nói dùng tiểu nhân tới xưng hô ngươi, đều là vũ nhục rồi tiểu nhân cái từ ngữ này, loại như ngươi nói mậu ảm đạm không biết cảm ơn đồ vật, căn bản không xứng xưng người. Đế vô đạo cười lạnh nói, ngươi nói những thứ này là có thể hay không đủ cải biến phụ thân ngươi, mẫu thân của ngươi, còn có ngươi phụ thân những cái kia tùy tùng vận mệnh. Căn bản vô pháp cải biến những cái này, hết thảy đều đã ván đã đóng thuyền rồi, năm đó, ta giết ngươi cậu, về sau, ta còn sẽ giết ngươi phụ thân, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại không giết chết ngươi, Ta có thể không nỡ giết chết ngươi, ta muốn bắt lại ngươi, dùng ngươi tới bước bách người phụ thân hiện thân, ta muốn để cho hắn quỷ gối ta trước mặt, khẩn cầu ta thả ngươi một con đường sống, ta nghĩ, hình ảnh như vậy nhất định hết sức kích thích. Nói đến đây thời điểm, Đế Vô Đạo trên mặt lộ ra rồi vẻ điên cuồng biểu tình. Ngươi quả thật chính là tâm lý biến thái, Lâm Phong thần sắc âm trầm nói. Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào, ta chỉ biết rõ, ta là một cái người thắng. Đế Vô Đạo vừa cười vừa nói lập tức hắn từng bước một hướng phía lâm phong đi đến đoạn này thời gian ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện nghe nói ngươi tu vi để thăng vô cùng nhanh ta ngược lại là hết sức hiếu kỳ không biết ngươi tu vi hiện tại thế nào rồi để cho ta nhìn ngươi thực lực như thế nào a à? tiếng nói rơi xuống đế vô đạo cách hư không nhẹ nhàng chúi xuống trong nháy mắt tại đế vô đạo phía trên xuất hiện rồi một cái năng lượng đại thủ ấn kia cái năng lượng đại thủ ấn phảng phất có hủy thiên diệt địa chi uy bay thẳng đến lâm phong đánh giết mà đi Cảm nhận được kia cái năng lượng đại thủ ấn công kích về sau, Lâm Phong trên mặt lộ ra rồi ngạc nhiên thất sắc biểu tình. Khủng bố, quá kinh khủng, đế vô đạo tùy ý một kích, lại có thể khủng bố đến trình độ này. Quả thật, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Lâm Phong đã sớm nghe nói, đế vô đạo rất sớm trước đã có thể bước vào chân tiên cảnh giới rồi, thế nhưng đế vô đạo nhưng vẫn không có đột phá chân tiên cảnh giới. Hắn đang không ngừng lắng động chính mình tu vi, đế vô đạo tích góp trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng lớn mạnh, theo bản thân tích góp cường đại, đột phá lại càng tăng khó khăn, thế nhưng là một khi đột phá thành công, đế vô đạo chiến lực sẽ lấy được không cách nào tưởng tượng được đề thăng. Mà đế vô đạo hiện giờ đột phá, hắn chiến lực cường đại đến rồi làm cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Chương 5151, quyết đấu đế vô đạo. Bất quá bây giờ Lâm Phong cũng không còn là trước kia Ngô Hạ A Mông. Cho nên, đối mặt với đế vô đạo công kích Lâm Phong cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Lâm Phong vận chuyển pháp lực, trực tiếp thi triển ra tới rồi vạn cổ dai không cái này cường đại thần thông, đây chính là một cái đằng trước kỷ nguyên nhân tộc trí cao tuyệt học, hiện giờ bị Lâm Phong thi triển ra, nhất thời thể hiện ra tới rồi cực kỳ uy lực cường đại. Tại Lâm Phong trước người hiện ra tới rồi một tòa cổ xưa thế giới, vạn cổ thời không đều dung nhập rồi chỗ này cổ xưa thế giới bên trong đồng giạc, vạn cổ dai không cái này thần thông tại Lâm Phong thúc giục, bay thẳng đến đế vô đạo đánh ra thần thông đón đánh mà đi. Phanh, cùng với kia mãnh liệt va chạm thanh âm truyền ra, hai bên thần thông hung hăng va chạm với nhau. Chuyện đáng sợ xuất hiện, đế vô đạo ngưng tụ ra tới kia chỉ có thể số lượng nhiều thủ ấn trực tiếp phá vỡ rồi lâm phong thần thông. Đế vô đạo, căn bản không có thi triển thần thông, hắn chỉ là đơn thuần ngưng tụ ra tới một cái năng lượng đại thủ ấn mà thôi, đây là 10 phần tùy ý một kích, vậy mà đều cường đại như vậy, này một chút hoàn toàn vượt quá rồi lâm phong dự kiến, bởi vậy lâm phong trên mặt cũng không khỏi lộ ra rồi không dám tin biểu tình đối mặt với đế vô đạo này mạnh mẽ một kích lâm phong trong nội tâm cực kỳ không bình tĩnh đế vô đạo ngưng tụ ra tới năng lượng đại thủ ấn tại phá vỡ rồi lâm phong thần thông về sau tiếp tục hướng phía lâm phong chấn sát mà đi thế nhưng lâm phong lại sớm một bước tránh thoát rồi đế vô đạo công kích đế vô đạo một kích kia đánh giết tại không trung đón lấy liền tiêu tán rồi lâm phong không khỏi có chút nghĩ mà sợ nếu là vừa mới bị đế vô đạo một kích kia đánh chúng nói đoán chừng sẽ tương đối phiền toái lâm phong đối đế vô đạo nhân phẩm là tương đối khinh bỉ thế nhưng có một chút không thể không nói đế vô đạo thực lực xác thực cường đại đột phá chân tiên cảnh giới về sau đế vô đạo đã không còn là phàm nhân rồi mà là một tôn chân chân chính chính tiên nhân tiên phàm có khác để cho đế vô đạo hoàn thành rồi một lần trọng đại lột xác hắn vốn là cùng lâm phong đồng dạng yêu nhiệt tồn tại hiện giờ đạt tới chân tiên cảnh giới có thể có như vậy chiến lực lâm phong tự nhiên một chút cũng không cảm giác được kỳ quái ha ha thật đúng là yếu đáng thương đế vô đạo mỉa mai nói lâm phong cười lạnh đáp lại nói người tu luyện bao nhiêu năm ta tu luyện bao nhiêu năm lấy cảnh giới của ngươi cũng không có có thể trong chớp mắt đánh tan ta lại vẫn không biết xấu hổ nói ta yếu đáng thương thật sự là buồn cười ra hỏa người đây là tại tự mình an ủi sao ta nếu là cùng ngươi đồng dạng cảnh giới ngươi tin hay không ta bóp chết ngươi giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản nghe được lâm phong lần này mỉa mai nói đế vô đạo cũng không tức giận gia hỏa này ẩn nhẫn năng lực thật đúng là đủ mạnh mẽ, Đế Vô Đạo nói, phụ thân ngươi khiêm tốn ưu điểm ngươi là một chút cũng không có kế thừa. Ta không cần cùng ta phụ thân giống nhau như đúc, ta chính là ta, Lâm Phong cười lạnh nói. Ngươi ngược lại là một cái có bản thân tư tưởng người, nhưng này thì như thế nào đâu này? Vận mệnh của ngươi, tại gặp được ta thời điểm đã nhất định rồi, hôm nay, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi tánh mạng. Lưu Quang ảo ảnh, Đế Vô Đạo cười lạnh, hắn thanh âm rơi xuống về sau, hắn thân thể hóa thành rồi một đạo ảo ảnh, đây là một loại cực kỳ khủng bố thần thông, lưu quang ảo ảnh một khi thi triển ra tới về sau, có thể khóa chặt mục tiêu vị trí, sau đó thi triển cái này thần thông tu sĩ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến bị khóa định tu sĩ trước người, sau đó đối này tên tu sĩ triển khai cường đại công kích, rất nhiều người thậm chí còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đâu, cũng đã bị đối phương cho đánh tan. Đế vô đạo đối với cái này thần thông trưởng khống hiển nhiên đã đến rồi một cái cực kỳ cao thâm tầng thứ rồi, làm đế vô đạo thi triển ra tới cái này thần thông về sau hắn hóa thành rồi một đạo ảo ảnh đạo kia ảo ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh rồi nhanh làm cho người ta gần như phản ứng không kịp nếu là đổi thành lời của người khác có lẽ thật sự vô pháp phản ứng kịp muốn lọt vào đế vô đạo công kích thế nhưng lâm phong lại bất đồng lâm phong tốc độ vốn là thiên hạ vô song bao gồm phản ứng của hắn tốc độ cũng nhanh bất khả tư nghị cho nên khi đế vô đạo đi đến bên cạnh hắn thời điểm lâm phong đã rất nhanh lui về phía sau kéo ra rồi cùng đế vô đạo khoảng cách. Đế vô đạo khóe miệng câu dẫn ra rồi một vòng cười lạnh biểu tình, hắn rất nhanh hướng phía Lâm Phong đuổi theo, lưu quang ảo ảnh uy lực tại thời khắc này hiện ra rồi ra ngoài, bởi vì Lâm Phong bị đế vô đạo cho khóa chặt lại rồi, cho nên đế vô đạo có thể tại trước tiên liền truy lên Lâm Phong, sau đó một trưởng hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Cảm nhận được đế vô đạo này khủng bố một kích về sau, Lâm Phong sắc mặt âm trầm, hắn vận chuyển trí tôn luân hồi quyền, hướng phía đế vô đạo đánh giết mà đi, lâm phong tu luyện mấy ngàn loại thần thông toàn bộ vận chuyển lên vì lâm phong một quyền này không ngừng ra chỉ lấy uy lực cường đại lâm phong một quyền này uy lực trong trước mắt đạt tới rồi cực hạn đỉnh phong tầng thứ phanh hai bên lần nữa đối oanh cùng một chỗ tại một sát na kia lâm phong cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng dũng mãnh vào rồi trong thân thể hắn cổ lực lượng kia trong trước mắt phá vỡ rồi lâm phong thần thông Chí tôn luân hồi quyền cơ hồ là lâm phong lực công kích tối cường thần thông thế nhưng thừa nhận đế vô đạo này khủng bố một kích lại bị trong chớp mắt phá vỡ rồi lâm phong nội tâm kỳ thật là có chút khó có thể tin đế vô đạo cũng quá mạnh lớn rồi ha cỗ này bài sơn đảo hải lực lượng đánh giết tại lâm phong trên người trong chớp mắt liền đem lâm phong cho đánh bay ra ngoài chúa tể chi khải tháo bỏ xuống rồi một bộ phận lớn lực lượng còn dư lại lực lượng bị lâm phong lấy pháp lực miễn dịch còn có cường đại thân thể cho hóa giải có thể mặc dù như thế lâm phong như cũng có một loại ngũ tạng đều đốt cảm giác Khục khục, Lâm Phong không khỏi kịch liệt ho khan lại, có chút ý tứ rồi, bất quá vẫn là quá yếu. Đón thêm ta một trường, đế vô đạo khóe miệng lộ ra rồi một tia khinh miệt biểu tình. Hắn lần nữa hướng phía Lâm Phong đánh ra một trường, làm đế vô đạo một trường này đập sau khi ra ngoài. Thập phương thiên địa chi năng, rất nhanh hội tụ mà đến, những cái kia năng lượng, hóa thành rồi một cái năng lượng đại thủ ấn. Kia cái năng lượng đại thủ ấn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Đế vô đạo tựa hồ có chút chăm chú kia cái hủy diệt đại thủ ấn hướng phía lâm phong rất nhanh đánh giết mà đi nguyên bản lâm phong còn muốn thi triển thần thông chống lại kia cái năng lượng đại thủ ấn công kích thế nhưng làm kia cái năng lượng đại thủ ấn nhích lại gần mình thời điểm lâm phong liền triệt để buông tha cho rồi loại kia ý định bởi vì kia cái năng lượng đại thủ ấn thật sự là quá cường đại rồi căn bản vô pháp chống lại lâm phong nhanh chóng thi triển ra tới rồi bổ thiên thuật cái này thần thông hướng trời lại mượn một cơ hội làm kia cái năng lượng đại thủ ấn mắt thấy muốn đánh giết tại Lâm Phong trên người thời điểm. Bá, hào quang lóe lên, Lâm Phong lập tức tiêu thất không thấy bóng dáng. Đợi đến Lâm Phong lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới rồi ngoài trăm thuốc. Hắn hơi hơi thở hổn hển trên mặt biểu tình, trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trường 5152, quyết đấu đế vô đạo 2. Tại đế vô đạo đến nơi lúc trước, Lâm Phong cùng thủy gia kim tiên cường giả đại chiến thời điểm còn lại đã hấp dẫn hơn nhiều tu sĩ xem náo nhiệt, Đế Vô Đạo đến nơi về sau, xung quanh cũng sớm đã bị vây chật như nêm gối rồi giống như. Liên Thủy Gia Kim Tiên cũng bị kia danh nhân tộc tu sĩ cho giết chết rồi, thế nhưng hiện tại kia danh nhân tộc tu sĩ lại bị ngăn chặn rồi, hiện tại cùng kia danh nhân tộc tu sĩ đối chiến người rốt cuộc là ai? Vậy mà cường đại như vậy, có tu sĩ nghi ngờ hỏi, nói chuyện tu sĩ hiển nhiên cũng không nhận ra Đế Vô Đạo, kỳ thực trên nhận thức Đế Vô Đạo người xác thực không nhiều lắm. Rất nhiều người lắc đầu bọn họ cũng muốn biết xuất thủ cùng Lâm Phong đại chiến cùng một chỗ người kia rốt cuộc là ai. Hắn chính là thái tử đế vô đạo, lúc này có tu sĩ nói, cái gì, hắn chính là thái tử đế vô đạo, từng đạo kinh hô thanh âm liên tiếp truyền ra, nghe được cái này tin tức về sau rất nhiều người đều chấn kinh rồi, mọi người không nghĩ tới cái này người vậy mà chính là thái tử đế vô đạo, tại bất tử giới, về đế vô đạo tin đồn thật sự là quá nhiều một chút, hơn nữa nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, chờ thiên đế đột phá thánh cảnh, Đoán chừng sẽ rời đi bất tử giới rồi, lúc đó, Đế Vô Đạo sẽ kế thừa Thiên Đế chi vị, trở thành thứ 10 vị Thiên Đế, sau đó quản lý Thiên Đình, trở thành bất tử giới chi chủ. Cho nên khi mọi người biết rõ người chính là Đế Vô Đạo về sau, trong nội tâm tự nhiên là khó có thể bình tĩnh xuống. Cùng Đế Vô Đạo quyết đấu người trẻ tuổi tộc tu sĩ vậy là cái gì người? Đón lấy lại có người hỏi, nhận thức Lâm Phong tu sĩ lại càng ít rồi, nhưng cũng không phải nói tất cả mọi người không nhận ra Lâm Phong. Như cũ vẫn là có một chút người nhận thức Lâm Phong, thế nhưng rất nhiều tu sĩ không có nhiều lời, cũng không có đem Lâm Phong thân phận chân thật nói ra. Bất quá, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều cũng không nói đến Lâm Phong thân phận, có người nói nói, hắn chính là tội huyết chi hoàng Lâm Phong. Từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp truyền ra. Tội huyết chi hoàng, Lâm bại thiên chi tử, cùng đế vô đạo chống lại. Mọi người tự nhiên đều nghe nói qua năm đó đế vô đạo cùng lâm bại thiên quan hệ trong đó. Năm đó đế vô đạo kỳ thật cũng không bị mọi người chỗ biết rõ. Thiên đế con nối dõi bên trong, đế vô đạo tin tức là ít nhất. Mọi người biết rõ thiên đế có như vậy một đứa con trai, thế nhưng đứa con trai này gọi là gì, hình dạng thế nào đều có rất ít người biết. Hơn nữa một mực thịnh truyền đứa con trai này là thiên đế bị thiên giới chi chủ mang rồi nón xanh về sau sinh xuống. Cho nên rất nhiều người cảm thấy thiên đế đứa con trai này không vì người biết rõ là thiên đế tận lực gây nên. Thế gian này có một sự tình là 10 phần kỳ diệu ví dụ như rất nhiều người đều thích tin tưởng một chút tin đồn đế vô đạo là thiên giới thiên chủ cho thiên đế mang rồi nón xanh sinh xuống loại này tin đồn liền có rất nhiều tu sĩ tin tưởng thiên đế nếu không phải chú ý đến thiên giới thiên chủ đã sớm đem đứa con trai này giết rồi a à? không có giết chết đứa con trai này mà là đưa hắn hết thảy đều ẩn giấu đi đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ về sau chuyện xưa rất nhiều người cũng biết buồn bực thất bại đế vô đạo tại cơ duyên xảo hợp bái lâm bại thiên làm chủ lúc đó lâm bại thiên cùng thiên đình cùng thiên đế trong đó không có xung đột cừu hận đều là về sau mới sinh ra đế vô đạo cũng là cùng rồi lâm bại thiên về sau mới chân chính quật khởi thế nhưng đế vô đạo về sau vì rồi lợi ích nương nhờ không thể nói thế giới bên trong phía sau màn độc thủ lâm bại thiên đám người thì là rơi đích rồi một cái có chút kết quả bi thảm cho nên lâm phong cùng đế vô đạo trong đó tự nhiên là không chết không thôi quan hệ lâm bại thiên tri tử đi đến bất tử giới thời gian cũng không dài a à. vậy mà thành dài cho tới bây giờ tình trạng này liền kim tiên cũng có thể giết chết thật sự là bất khả tư nghị có tu sĩ cảm khái nói cũng đừng quá xem trọng hắn hắn nếu không phải dùng một chút đặc biệt thủ đoạn trọng thương rồi thủy ra kim tiên lấy hắn chiến lực làm sao có thể là kim tiên đối thủ đâu đâu này có người bĩu môi nói thủy ra kim tiên bị thương chiến lực tuy ngã xuống nhưng chân chính lại nói tiếp hay là cực kỳ khủng bố Lâm Phong mới tu luyện ba cái giáp trái phải thời gian cũng đã cường đại như vậy, về sau vậy còn được rồi. Dám can đảm khinh thường Lâm Phong, tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt, cho nên nhìn sự tình, nhìn vấn đề, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, muốn xem lâu dài một chút. Lập tức có tu sĩ phản bác, có người nói nói, cho Lâm Phong thời gian, tất nhiên sẽ trở thành khủng bố vô cùng tồn tại, thế nhưng là, Lâm Phong hiện tại khuyết thiếu chính là thời gian A. Đế vô đạo như là đã xuất hiện rồi, liền tuyệt đối sẽ không lại cho lâm phong cơ hội rồi đúng vậy a à, lâm phong lần này tuyệt đối xong đời rồi rất nhiều người gật gật đầu hết sức chấp nhận cảm giác vừa mới kia tên tu sĩ một phen bổ thiên thuật cái này thần thông ngược lại là có chút ý tứ không hổ là lâm bại thiên nhi tử nắm giữ thủ đoạn thật đúng là không ít thế nhưng người nắm giữ thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng vô dụng cái gì tác dụng hiện tại đến kết thúc hết thảy thời điểm rồi đế vô đạo thần sắc hờ hững nhìn về phía lâm phong thập phương tịch diệt đế vô đạo mở miệng hai tay của hắn biến hóa pháp quyết hiển nhiên đế vô đạo muốn thi triển thần thông vừa mới đế vô đạo xuất thủ căn bản cũng không có thi triển thần thông bao gồm những cái kia năng lượng đại thủ ấn công kích cũng đều là tiện tay một kích ngưng tụ ra tới không tính là thần thông có thể coi là như thế uy lực như cũ cường đại hiện giờ đế vô đạo thi triển ra tới rồi thần thông thần thông uy lực đã đến rồi quỷ thần khó lường tình trạng Lâm Phong tại Đế Vô Đạo Thần Thông ngưng tụ ra tới về sau liền cảm giác được sự tình có chút phiền phức rồi, bởi vì Đế Vô Đạo ngưng tụ ra tới thần thông tản mát ra tới khí tức thật sự là thật đáng sợ. Đó là một loại làm cho người ta linh hồn run rẩy khí tức. Quả thật vô pháp chống lại, Lâm Phong nghĩ muốn xuyên toa hư không rời đi, nhưng phát hiện xung quanh hư không đã bị phong tỏa, hắn vô pháp làm được này một chút. Lâm Phong cắn răng, sau đó đem còn dư lại 900 khỏa Cửu Thiên Lôi Mẫu Châu toàn bộ tế ra. Sau đó những cái kia cửu thiên lôi mẫu châu trong trước mắt bị dẫn đốt. Oanh, cùng với trời dung đất chuyển nổ mạnh truyền ra, 900 khỏa cửu thiên lôi mẫu châu toàn bộ bạo tạc, trong trước mắt phá hủy rồi đế vô đạo thần thông, sau đó kia hủy thiên diệt địa lực lượng toàn bộ hướng phía đế vô đạo bao phủ mà đi. Khủng bố như thế năng lượng, trực tiếp nứt vỡ rồi hư không. Kia là vật gì, uy lực bạo tạc vậy mà khủng bố như vậy, kim tiên đều muốn bị tạc chết đi. Lúc trước thủy gia kim tiên bị trọng thương có phải hay không chính là bị loại kia hạt châu cho tạc tổn thương? Đế vô đạo có thể ngăn cản được những cái kia hạt châu uy lực bạo tạc sao? Rất nhiều tu sĩ kinh hô lên, 900 khỏa cửu thiên lôi mẫu châu uy lực xác thực quá cường đại rồi, so với trước lâm phong tế ra 300 khỏa cửu thiên lôi mẫu châu uy lực cường đại quá nhiều. Cho nên khi thấy được 900 khỏa cửu thiên lôi mẫu châu bạo tạc về sau sinh ra hủy diệt tính năng lượng bao phủ hướng đế vô đạo thời điểm, mọi người nội tâm cũng có chút không tin tưởng, không biết đế vô đạo có hay không có thể ngăn cản được 900 quả cửu thiên lôi mẫu châu công kích. Trường 5153, chạy thoát, nhật nguyệt vô cực đại quang cháo, mắt thấy kia hủy thiên diệt địa năng lượng muốn triệt để bao phủ đế vô đạo. Nhưng vừa lúc đó đế vô đạo xuất thủ rồi, đế vô đạo vung tay lên, trong nháy mắt tại trước người của hắn xuất hiện rồi một cái to lớn năng lượng quang cháo, kia cái có thể quang cháo ẩn chứa cường đại phòng ngự chi lực, có thể ngăn cản được hết thảy công kích đồng dạng, làm khổng lồ hủy diệt tính lực lượng đánh giết mà đến thời điểm toàn bộ cũng bị kia cái cự đại năng lượng quang cháo cho ngăn cản được. Thấy như vậy một màn về sau lâm phong trên mặt tràn đầy không dám tin biểu tình, 900 khỏa cử thiên lôi mẫu châu thích thả ra uy lực A, loại kia uy lực lâm phong quả thật vô pháp tìm đến ngôn ngữ để hình dung rồi đồng dạng, thế nhưng, khủng bố như vậy công kích lại bị ngăn cản được rồi, đây cũng quá bất khả tư nghị rồi A. À. Đế vô đạo, đã cường đại như vậy rồi sao? Này đều giết không chết đế vô đạo nói, còn có biện pháp nào có thể giết chết đế vô đạo, tối thiểu nhất bây giờ Lâm Phong không nghĩ tới giết chết đế vô đạo phương pháp, bây giờ đế vô đạo, quả thật chính là một tôn vô địch tồn tại, căn bản không có biện pháp giết chết hắn, như vậy đế vô đạo, quả thật làm cho người ta tuyệt vọng. Đi, Lâm Phong thì triển ra không gian chi đạo, hắn nghĩ muốn xuyên toa hư không rời đi, thế nhưng lúc này, đế vô đạo lại cười lạnh nói, sẽ vô dụng thôi, xung quanh hư không cũng đã bị ta phong tỏa lại rồi, người căn bản vô pháp rời đi, ta đã sớm nói rồi, khi ngươi gặp được ta thời điểm, vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định rồi, cho nên ngươi cũng không muốn làm tiếp vô vị dẫy ruộng rồi. Đế vô đạo ngăn cản được rồi 900 khỏa cửu thiên lôi mẫu châu công kích, lập tức rất nhanh hướng phía lâm phong bay đi, bên trong thân thể của hắn tản mát ra tới rồi một cỗ cực kỳ khủng bố ba động. Hiển nhiên đế vô đạo đang nổi lên thập phần cường đại công kích, nghĩ muốn triệt để trấn áp rồi lâm phong. Hắn không muốn tiếp tục lại cho lâm phong cơ hội rồi, bởi vì đế vô đạo cũng lo lắng lâm phong còn có một ít nó thủ đoạn của hắn, trực tiếp chân áp rồi Lâm Phong, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đế Vô Đạo nghiêm túc rồi, một trận chiến này muốn chấm dứt rồi. Có tu sĩ nói, rất nhiều người đều gật đầu đồng ý, xác thực, một trận chiến này muốn chấm dứt rồi, Đế Vô Đạo một khi nghiêm túc, không có ai cho rằng Lâm Phong có thể ngăn cản được Đế Vô Đạo công kích. Cho dù Lâm Phong bản thân giờ này khác này sắc mặt cũng không có so với ngưng trọng, hắn xác thực gặp được rồi một chút phiền toái, Đế Vô Đạo cường đại để cho hắn có một loại chân tay luống cuống cảm giác đối mặt với đế vô đạo liền phản kích năng lực tựa hồ cũng không có loại cảm giác này hết sức nghẹn khuất cũng làm cho lâm phong hết sức tức giận thế nhưng một sự tình lâm phong không thể không đi chính diện đối mặt đế vô đạo là phụ thân thời đại nhân vật năm đó đi theo phụ thân bên người lâu như vậy như hắn là một cái dễ dàng đối phó tu sĩ đó mới không bình thường đâu thế nhưng là hiện giờ đối mặt nguy hiểm cục diện nên như thế nào giải quyết là lâm phong không thể không đối mặt một việc lâm phong tế ra rồi kỷ nguyên chiến thương có lẽ chỉ có thể cùng đế vô đạo tiến hành quyết chiến rồi hy vọng tại quyết chiến thời điểm có thể tìm đến thoát thân phương pháp đây là lâm phong trước mắt nghĩ đến phương pháp duy nhất rồi nó phương pháp của hắn lâm phong tạm thời còn không có có thể nghĩ đến ở nơi này cái nguy cấp vạn phần thời điểm bỗng nhiên trong hư không xuất hiện rồi một cái to lớn lốc xoáy kia cái lốc xoáy bay thẳng đến đế vô đạo thôn vệ mà đi đế vô đạo cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái lốc xoáy liền lâm phong bản thân đều ở vào mộng bức trạng thái kia cái lốc xoáy tự nhiên không phải là hắn ngưng tụ ra tới, cho nên Lâm Phong cũng không biết kia cái lốc xoáy đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Lâm Phong lại có thể cảm nhận được kia cái lốc xoáy quỷ dị chỗ. Kia cái lốc xoáy, dĩ nhiên là do cực kỳ cường đại nguyền rủa chi lực ngưng tụ mà thành lốc xoáy. Tu sĩ sợ nhất chính là cái gì? Tu sĩ sợ nhất kỳ thật chính là nguyền rủa, bởi vì nguyền rủa quá mức tại quỷ dị, không biết mới là đáng sợ nhất những lời này vẫn là hết sức có đạo lý. Cho nên cường đại như Đế Vô Đạo cảm nhận được kia cái nguyền rủa lốc xoáy về sau sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống, nếu là cái khác lực lượng, hắn dễ như trở bàn tay là có thể trực tiếp đem kia cái lốc xoáy cho nứt vỡ, thế nhưng kia cái lốc xoáy là nguyền rủa chi lực ngưng tụ mà thành, cho nên Đế Vô Đạo hiền lộ so sánh cẩn thận, hắn nhanh chóng ngưng tụ ra tới rồi một cái pháp lực quan cháo bảo hộ ở rồi thân thể của mình, phòng ngừa những cái kia nguyền rủa chi lực xâm nhập trong thân thể của mình. Kia cái nguyền rủa lốc xoáy rất nhanh bay tới, hướng phía đế vô đạo thôn phệ mà đi, đế vô đạo nghĩ muốn xuyên toa hư không tránh thoát kia cái nguyền rủa lốc xoáy thôn phệ. Thế nhưng đế vô đạo cũng không thể đủ làm được, kia cái nguyền rủa lốc xoáy so sánh quỷ dị, khóa chặt lại rồi đế vô đạo về sau liền một mực như hình với bóng đồng dạng, căn bản vô pháp tránh né, cho nên đế vô đạo bị kia cái nguyền rủa lốc xoáy cho thôn phệ. Tại đế vô đạo bị kia cái nguyền rủa lốc xoáy thôn phệ về sau, một cái nguyền rủa chi môn xuất hiện ở rồi trong hư không chớ chúa hoa hoa từ nguyền rủa chim môn bên trong phi rồi ra ngoài, hắn nhìn hướng lâm phong cao giọng kêu lên, còn lo lắng cái gì. Nhanh lên đi a, à, nhìn chớ chúa hoa hoa lâm phong nhất thời hưng phấn lên, hắn thật sự là không nghĩ tới chớ chúa hoa hoa vậy mà ở cái địa phương này. Hơn nữa tại cực kỳ thời khắc mấu chốt đối với hắn thì lấy viện thủ, gia hỏa này xem ra cũng không tệ lắm a, à, mặc dù có thời điểm so sánh lửa bố mày, thế nhưng thời điểm mấu chốt vẫn có thể đủ tin cậy đồng bọn. Lâm Phong rất nhanh hướng phía chớ chú Hoa Hoa bay đi, Hắn cùng với chớ chú à oa oa một chỗ tiến vào rồi nguyền rủa chi môn nội bộ, lập tức trong hư không này tòa nguyền rủa chi môn tiêu thất không thấy bóng dáng. Mà lúc này đây, kia cái nguyền rủa lốc xoáy nứt vỡ, Đế Vô Đạo từ cái nguyền rủa lốc xoáy bên trong sông rồi ra ngoài. Đáng chết a, à, mà lấy Đế Vô Đạo tâm tính thấy được Lâm Phong vậy mà đã rời khỏi rồi cũng không khỏi phẫn nộ rít gào rồi một tiếng, mắt thấy muốn bắt lấy Lâm Phong rồi, bắt lấy Lâm Phong về sau từng bước một kế hoạch Đế Vô Đạo đều cũng định được rồi thế nhưng hiện giờ vậy mà thất bại trong gang tắc, đế vô đạo tâm tình có thể tốt rồi mới là lạ chứ. Lâm Phong, lần sau người tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đế vô đạo thần sắc âm trầm nói, lập tức đế vô đạo thu lại thân hình, rất nhanh rời đi rồi nơi đây. Bá, trong núi rừng, hào quang lóe lên, Lâm Phong cùng chớ chú Hoa Hoa từ trong hư không phi rồi ra ngoài. Bà mẹ nó, người châu bỏ a à, cùng đế vô đạo qua rồi nhiều như vậy chiêu cũng không có bị đế vô đạo tiêu diệt, lão tử liền qua đường cái đụng sứ lão thái thái không phục liền phục ngươi chớ chú oa oa hét lớn lâm phong cười khổ nói đừng đề cập rồi nói ta đều không có ý tứ rồi đế vô đạo đại ý rồi như nói cách khác ta sớm đã bị hắn bắt lấy rồi ta biết rõ đế vô đạo đột phá chân tiên cảnh giới về sau sẽ hết sức cường đại thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh mẽ cho tới bây giờ trình độ này quả thật làm cho người ta không thể tin được thật không biết ra hỏa này làm thế nào tu luyện hẳn là hắn thiên phú so với thiên phú của ta còn cường đại hơn hay sao đây là lâm phong so sánh nghi hoặc địa phương luận thiên phú nói lâm phong cảm giác hắn thiên phú thậm chí phải vượt qua phụ thân lâm bại thiên thiên phú chứ đừng nói chi là đế vô đạo rồi thế nhưng đế vô đạo rõ ràng sẽ vượt qua kim tiên chiến lực đây là để cho lâm phong cảm giác bất khả tư nghị địa phương lâm phong cảm thấy lấy hắn thiên phú đột phá chân tiên cảnh giới thời điểm có thể có đế vô đạo như vậy chiến lực đã coi như không tệ rồi đế vô đạo bây giờ chiến lực Sắc thực rung động đến rồi Lâm Phong, theo lý thuyết, đế vô đạo hẳn là không có cường đại như vậy mới đúng, có thể sự thật lại là, đế vô đạo đúng là như thế cường đại, cường đại đến rồi để cho Lâm Phong không dám tin trình độ. Chớ Chúa Hoa Hoa nói, luận thiên phú nói đế vô đạo so với ngươi tranh lệch một mảng lớn, thế nhưng đế vô đạo có một chút, lại là ngươi vô pháp so với, đế vô đạo sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hả? Đế vô đạo phương nào mặt như này nổi bật, Lâm Phong nghi hoặc nhìn về phía chớ chú Hoa Hoa. Trường 5154, các thần ngày diệt phong. Người hẳn là nghe nói qua đế vô đạo mẫu thân một sự tình A. Chớ chú Hoa Hoa không có trực tiếp trả lời Lâm Phong vấn đề, mà là hỏi rồi Lâm Phong một vấn đề. Lâm Phong gật gật đầu, nói, tự nhiên nghe nói qua mẫu thân hắn không ít chuyện, bất quá ta không biết người chỗ nói là chuyện gì. Chớ chú Hoa Hoa lộ ra rồi ti tiện cười biểu tình, nói, ta chỗ nói tự nhiên là chỉ đế vô đạo mẫu thân cùng vị kia thần bí thiên chủ sư phó sự tình. Lâm Phong cười khổ nói, người sẽ không muốn nói, đế vô đạo mẫu thân thật sự cùng nàng vị kia thiên chủ sư phó có gian. Tình A, à, đế vô đạo cũng không phải thiên đế chi tử, kỳ thật là vị kia thiên chủ chi tử. Chớ chú Hoa Hoa nói, ta cũng không nói, loại chuyện này đến cùng có hay không cũng chỉ có người trong cuộc biết rõ, chúng ta những người này làm sao có thể biết rõ đâu này. Cho nên ta không rõ ràng lắm chuyện này, ta muốn nói là, đế vô đạo sở dĩ cường đại như vậy, cùng vị này thiên chủ có quan hệ, vị này thiên chủ tên trở lên là đế vô đạo sư tổ. Lâm Phong gật gật đầu, loại quan hệ này giống như là mình cùng Vương Minh Xuyên quan hệ đồng dạng, Vương Minh Xuyên là mẫu thân mình sư tôn, dựa theo bối phận nói, chính mình hẳn là gọi Vương Minh Xuyên một tiếng sư tổ. Chớ chú Hoa Hoa nói, thân là thiên chủ cấp bậc cường giả, thủ đoạn tự nhiên là vô cùng đáng sợ, trên người thứ tốt cũng là nhiều vô số kể, ta nghe nói năm đó vị này thiên chủ từng đánh chết một vị thánh cảnh cường giả, mà vị này thánh cảnh cường giả lúc ấy tu luyện ra tới rồi một tôn thánh thai, mà kia tôn thánh thai tại đế vô đạo sinh ra thời điểm liền bị vị kia thiên chủ ban cho rồi đế vô đạo, đế vô đạo sở dĩ cường đại như vậy, cùng kia tôn thánh thai có mật không thể phân quan hệ, bà mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là vận khí tốt a, à? lâm phong cũng không khỏi sợ hãi than, nhất thời có chút hâm mộ đế vô đạo gia hỏa này, lâm phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi tuyết giao công chúa nàng cũng có một tôn thánh thai, không biết tuyết giao công chúa có hay không đã nắm giữ rồi kia tôn thánh thai lực lượng. Chớ chúa hoa hoa nói, hắc hắc, người cũng không cần thiết hâm mộ ra hỏa này, người kỳ thật đã rất mạnh rồi, người như đế vô đạo cái tuổi này thời điểm, ta dám nói, người có thể nghiền ép đế vô đạo, cho nên, từ từ đi. Thời gian không đám người a à, Lâm Phong không khỏi có chút cảm khái, trong lòng của hắn có một loại gấp gáp cảm giác, hiện giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn không có đem thực lực hoàn toàn để thăng đi lên đây tự nhiên là một kiện cực kỳ không xong sự tình lần này có thể thành công chạy thoát là vì chớ chú oa oa hỗ trợ thế nhưng tiếp theo đâu này không thể trông cậy vào mỗi một lần đều có người hỗ trợ a à. cho nên lâm phong hiện tại rất muốn rất nhanh đem tu vi tăng lên đi lâm phong nói đi ở đâu chớ chú oa oa hỏi bế quan luyện hóa kim tiên bổn nguyên lâm phong nói hắc hắc xem ra ngươi vừa muốn đột phá rồi chớ chú Hoa Hoa nhếch miệng nở nụ cười. Lâm Phong cùng chớ chú Hoa Hoa tiến vào rồi núi rừng chỗ sâu trong, sau đó Lâm Phong tìm rồi một chỗ yên lặng địa phương, hắn mở ra rồi một tòa sơn động, dùng cấm chế phong tỏa lại rồi sơn động về sau liền bắt đầu bế quan. Có chớ chú Hoa Hoa giúp hắn thủ quan, Lâm Phong không cần lo lắng bị quấy dậy đến. Lâm Phong lấy ra rồi Kim Tiên Bổn Nguyên bắt đầu luyện hóa lên. Kim Tiên Bổn Nguyên tản ra kinh người năng lượng ba động, làm cảm nhận được Kim Tiên Bổn Nguyên khí thức về sau, lâm phong thậm chí cảm giác chính mình trong thân thể pháp lực đều dục dịch ngóc đầu dậy trong cơ thể pháp lực tựa hồ nghĩ muốn hoàn thành lột xác giống như kỳ thật hiện tại một chút đỉnh cấp đạo tiên bổn nguyên cũng có thể đề thăng lâm phong tu vi thế nhưng loại này đề thăng giới hạn tại nhỏ cảnh giới đề thăng nghĩ muốn đột phá đến địa tiên cảnh giới nói đơn thuần dùng đạo tiên bổn nguyên là vô pháp làm được đột phá địa tiên cảnh giới cần kim tiên bổn nguyên mới có thể theo kim tiên bổn nguyên bị lâm phong luyện hóa Lâm Phong trong cơ thể pháp lực, Lâm Phong bổn nguyên, Lâm Phong linh hồn, Lâm Phong thân thể chờ chờ cũng bắt đầu lột xác lên. Loại này lột xác, để cho Lâm Phong trở nên càng ngày càng lớn mạnh, Lâm Phong trong thân thể truyền ra tới ba động cũng càng ngày càng khủng bố. Chớ chú oa oa thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phong liếc một cái, trong con người không khỏi hiện lên chấn kinh biểu tình. Hắn có thể từ Lâm Phong thân thể ở trong cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, theo lý thuyết, đột phá địa tiên cảnh giới căn bản không có khả năng cường đại như vậy, thế nhưng Lâm Phong lại làm được rồi như thế cường đại, xác thực hết sức không thể tưởng tượng. Vô luận sự tình gì, chỉ cần phát sinh ở Lâm Phong trên người tựa hồ cũng là có thể lý giải, chớ chú Hoa Hoa cũng không phải đệ nhất thiên nhận thức Lâm Phong rồi, hắn tự nhiên có thể lý giải đây hết thảy. Lâm Phong sinh mệnh tầng thứ đã đến rồi lột xác biên giới, kỳ thật rất nhiều người đều biết lựa chọn đột phá đến nửa bước địa tiên tầng thứ tiến hành quá độ. Thế nhưng Lâm Phong cũng không nghĩ tại cảnh giới này mặt trên quá độ, hắn nghĩ muốn trực tiếp đột phá đến địa tiên cảnh giới. Thời gian trong không gian, một tòa lại một tòa cao trở tiên là trồng chất thành tiên núi trực tiếp thiêu đốt lên. Những cái kia cao trở tiên thạch thiêu đốt về sau, sản sinh rồi đại lượng năng lượng, những cái kia năng lượng, liên tục không ngừng dũng mãnh vào rồi Lâm Phong trong thân thể. Tu sĩ đột phá cũng không phải là nghĩ đột phá là có thể đột phá, tu luyện giả bản thân chính là tối uống tiền một cái chức nghiệp, không có tiền đừng đề cập đột phá sự tình. Tiên thạch là cái gì? Đối với tu luyện giả mà nói, tiên thạch chính là tiền. Tu vi càng cường đại, đột phá thời điểm cần có tiên thạch thì càng nhiều. Cho nên vì cái gì tán tu bên trong khó xuất hiện đỉnh cấp cường giả? Chủ yếu chính là bởi vì tán tu rất khó được đến đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Tỷ như, tán tu tích góp không sai biệt lắm rồi, lập tức muốn đột phá rồi, đột phá thời điểm cần 100 triệu tiên thạch. Hắn nếu là có này 100 triệu tiên thạch, tuy không nhất định có thể đột phá thành công, nhưng là có thể trên phạm vi lớn đề thăng này tên tán tu đột phá xác suất thành công. Nếu là không có này 100 triệu tiên thạch, vậy cũng liền không xong, nghĩ muốn đột phá, kiếp sau còn muốn chuyện này a. À. Đổi thành xuất thân thế lực lớn tu sĩ tựu bất đồng rồi, bọn họ trên cơ bản sẽ không vì đột phá thời điểm cần có tài nguyên tu luyện phát sầu, nếu là thiên phú cường đại nói, lại càng là cũng tìm được chỗ thế lực trọng điểm bồi dưỡng. Những năm nay, Lâm Phong hết thảy đều dựa vào chính mình dốc sức làm ra ngoài. Tuy Lâm Phong xây dựng hơn nhiều thế lực, nhưng chân chính lại nói tiếp nói, Lâm Phong thường thường đều biết lấy ra tới rất nhiều tài nguyên tu luyện đi duy trì những thế lực này vận chuyển, hắn chưa bao giờ từ những thế lực này bên trong hấp thu tài phú. Từ thuộc về mà nói, Lâm Phong như cũ vẫn là một tên tán tu, có thể phấn đấu thành hiện tại cái dạng này, xác thực rất khó khăn. Giờ này khắc này, Lâm Phong nghi tâm bên trong, kiếp quang lấp lánh, Lâm Phong sắp độ kiếp, chân chính chắc chờ còn chưa bắt đầu đâu. Độ kiếp thời điểm, mới là thời gian nguy hiểm nhất. Độ kiếp thời điểm, nói phí tiên thạch càng nhiều. Đương nhiên, Lâm Phong trên người không thiếu tiên thạch, dù cho một ngàn tỷ tiên thạch, đối Lâm Phong mà nói, cũng không coi vào đâu. Chớ chú Hoa Hoa bay ra ngoài, thấy được bên ngoài cuồn cuộn sấm sét đại dương minh mông về sau hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì tại sấm sét đại dương minh mông bên trong, hắn nhìn thấy hơn nhiều sấm sét chi thần. Như, sấm sét ngưng tụ chiến thần, cự linh thần chờ chờ thần linh. Bà mẹ nó a à, lôi kiếp còn chưa bắt đầu đâu, sấm sét đại dương minh mông bên trong đã xuất hiện rồi nhiều như vậy thần minh, ra hỏa này rốt cuộc muốn độ cái gì kiếp. Chẳng lẽ là các thần ngày diệt phong sao, chớ chú Hoa Hoa nghĩ đến rồi một loại trong truyền thuyết kiếp số. Thế nhưng khi hắn nghĩ đến loại kia kiếp số về sau, chớ chú Hoa Hoa nhanh chóng lắc đầu, hắn căn bản không thể tin được Lâm Phong sẽ độ như vậy kiếp số. Các thần ngày diệt phong là đột phá thánh cảnh thời điểm kiếp số, hơn nữa, đột phá thánh cảnh tu sĩ bên trong độ các thần ngày diệt phong kiếp tu sĩ giống như phượng mau lân rác giống như phàm là độ loại này kiếp tu sĩ trên cơ bản đều chết ở rồi trong kiếp số lâm phong chỉ là đột phá địa tiên cảnh giới mà thôi làm sao có thể độ các thần ngày diệt vong loại này thiên kiếp đâu này thế nhưng là theo thời gian trôi qua sấm sét đại dương minh mông bên trong ngưng tụ thần minh càng ngày càng nhiều ngưng tụ thần minh càng ngày càng lớn mạnh hắn càng cảm giác loại này kiếp số tựa hồ thật sự chính là trong truyền thuyết các thần ngày diệt phong mà lúc này đây, Lâm Phong từ trong sơn động đi rồi ra ngoài, sau đó hướng phía bên trên bầu trời rất nhanh bay đi. Lâm Phong chuẩn bị độ kiếp, chương 5155, đột phá địa tiên. Chớ chú Hoa Hoa vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận biểu tình nhìn về phía Lâm Phong, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy rồi Lâm Phong làm thế nào độ kiếp. Chớ chú Hoa Hoa đằng sau đã có thể xác định loại kia kiếp số chính là trong truyền thuyết các thần ngày diệt phong. Thế nhưng như cũng bị Lâm Phong hóa giải, rất nhiều người độ kiếp thời điểm, gặp được loại này kiếp số đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ giống như. Lâm Phong một người tiên tu sĩ độ các thần ngày diệt phong loại này kiếp số rốt cuộc là như thế nào thành công vượt qua đi. Đến bây giờ chớ chú Hoa Hoa đều có điểm ồn ào không minh bạch, đần độn u mê liền độ kiếp thành công. Đột phá đến địa tiên cảnh giới về sau Lâm Phong tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng cụ thể ở đâu phát sinh biến hóa chớ chú Hoa Hoa cũng không nói lên được, thế nhưng có một chút chớ chú Hoa Hoa là có thể khẳng định, đó chính là, bây giờ Lâm Phong, tuyệt đối đã xưa đâu bằng nay rồi điệt tiên cảnh giới căn bản cũng không phải nhân tiên cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với sinh mệnh tầng thứ cũng đã phát sinh rồi cải biến cực lớn về phần thực lực lại càng là như trời với đất đồng dạng căn bản không thể so sánh nổi lâm phong hữu khí vô lực nói tìm một chỗ ta muốn hảo hảo khôi phục một cái bây giờ lâm phong thoạt nhìn kỳ thật là có chút thê thảm một bộ bộ dáng trên người khắp nơi đều là miệng vết thương nếu không phải bất tử huyết mạch nói độ kiếp thời điểm sớm cũng không biết đã chết rồi bao nhiêu lần. Nhưng may mà hắn thành công vượt qua rồi các thần ngày diệt phong loại này thiên kiếp, hiện tại lâm phong cảnh giới dừng lại tại rồi địa tiên cảnh giới nhất trọng thiên tầng thứ, về phần lâm phong linh hồn cảnh giới thì là dừng lại tại rồi đạo tiên cảnh giới đỉnh phong tầng thứ, lâm phong thân thể, lại càng là đột phá đến rồi kim tiên bất hủ tầng thứ, nơi này chỗ nói thân thể là chỉ lâm phong thân thể cường độ, có thể cùng kim tiên cảnh giới cường giả đánh đồng, lâm phong lực lượng, thì là có thể nghiền ép chân tiên cấp bậc cường giả, Bây giờ Lâm Phong, chiến lực so với đột phá lúc trước không biết đề thăng rồi gấp bao nhiêu lần đâu. Lâm Phong cùng chớ chú Hoa Hoa một chỗ rời đi, bọn họ tìm rồi một chỗ yên lặng địa phương, Lâm Phong bế quan chữa thương, đại khái tiêu phí rồi 5 ngày thời gian, Lâm Phong thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu rồi, khôi phục về sau Lâm Phong trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, đột phá đến địa tiên cảnh giới cảm giác thật sự là quá tốt. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có bởi vì đột phá đến địa tiên cảnh giới mà cảm giác được tự ngạo, Địa tiên cảnh giới thì như thế nào đâu này. Còn kém xa đâu, Lâm Phong cảm thấy, có lẽ chỉ có đột phá đến chân tiên cảnh giới thời điểm mới có thể hơi hơi buông lỏng một hơi a. À. Lâm Phong tin tưởng, nếu là hắn đột phá đến chân tiên cảnh giới nói, đánh chết đế vô đạo tuyệt đối không có bao nhiêu vấn đề, Lâm Phong những cái này tự tin vẫn có, còn như bây giờ nói, tận lực không cùng đế vô đạo xung đột, sau khi đột phá sau đó giết hắn cũng không muộn, đế vô đạo gia hỏa này còn nắm giữ lấy chín chuôi thạch kiếm đâu. Lâm Phong vẫn muốn đánh chết rồi đế vô đạo, sau đó cướp đoạt đi đế vô đạo chín chuôi thạch kiếm, có lẽ này một ngày không được bao lâu thời gian liền có thể đến nơi. Lâm Phong sau khi xuất quan cùng chớ chú Hoa Hoa một chỗ rời đi, trên đường thời điểm, Lâm Phong nhìn về phía chớ chú Hoa Hoa hỏi, tiếp xuống đến người có tính toán gì không? Chớ chú Hoa Hoa nói, ta muốn xử lý một sự tình đã xử lý xong rồi, cho nên bây giờ nói cũng không biết đi làm cái gì, người ý định đi làm cái gì. Lâm Phong nói, ta việc cần phải làm có rất nhiều, tìm kiếm Nguyệt Nha Thảo tung tích, tìm kiếm nhân Hoàng Bút, Thạch Kinh chờ chờ. Nguyệt Nha Thảo, ngươi muốn tìm kiếm Nguyệt Nha Thảo sao? Ta ngược lại là biết rõ nơi đó có Nguyệt Nha Thảo loại vật này. Chớ chúa Hoa Hoa nói, nghe vậy, Lâm Phong còn mắt nhất thời đột nhiên sáng ngời. Chớ chúa Hoa Hoa vậy mà biết rõ nơi đó có Nguyệt Nha Thảo. này thật sự là một kiện để cho Lâm Phong vô cùng cao hứng sự tình a. À. Lâm Phong vội vã tìm kiếm được Nguyệt Nha Thảo vì lãnh tử khê giải độc đâu. hiện tại vô trần kỹ thuật tuyết long thảo đã tới tay rồi, liền thừa xuống Nguyệt Nha Thảo không có tới tay. Chỉ cần có thể tìm đến Nguyệt Nha Thảo nói, đến lúc sau lãnh tử khê liền có thể tỉnh lại. Lâm Phong nhanh chóng hỏi, Nguyệt Nha Thảo ở chỗ nào? Hải ngoại có một chỗ gọi là tiên Nguyệt Khe, tiên Nguyệt Khe cái chỗ này liền có Nguyệt Nha Thảo loại vật này, bất quá tiên Nguyệt Khe hết sức nguy hiểm, chính là hải ngoại thế giới hiển hách huy danh hiểm ác chi địa, bởi vậy có rất ít người dám tiến vào cái địa phương kia. Chớ chúa Hoa Hoa nói, không sao, chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem không biết như lời ngươi nói địa phương là kia một mảnh hải vực lâm phong hỏi tây hải chớ chúa oa oa nói lâm phong nói vậy chúng ta nơi này khoảng cách tây hải không tính quá xa lâm phong cùng chớ chúa oa oa cùng đi đến tây hải lâm phong còn nhớ rõ lúc trước cùng thanh sơn đạo nhân chờ tứ đại cường giả ước định đi đến luân hồi thánh tổ vẫn lạc mà sự tình tứ đại cường giả cũng đã rời bến tìm kiếm luân hồi thánh tổ vẫn lạc mà rồi bọn họ nếu là tìm đến rồi Luân hồi Thánh tổ vẫn lạc mà sẽ thông báo chính mình. Thế nhưng trước mắt mà nói chính mình còn không có được tin tức của bọn hắn, tứ đại cường giả đi Hải vực cũng là Tây Hải Hải vực, không biết lần này đi đến Tây Hải Hải vực có thể hay không cùng tứ đại cường giả chạm mặt, nếu là có thể nhìn thấy tứ đại cường giả nói vậy tốt hơn rồi, sau đó tiến vào Luân hồi Thánh tổ vẫn lạc trong đất, bởi vì Luân hồi Thánh tổ vẫn lạc trong đất nghe nói có tiến vào Luân hồi thông đạo nhập khẩu, Lâm Phong thập phần lo lắng phong giao quang an nguy. Cho nên muốn tiến vào luân hồi trong thông đạo tìm kiếm phong giao quang tung tích, thế nhưng, muốn đi vào luân hồi trong thông đạo nói dễ như vậy sao? Tiến vào luân hồi thánh tổ vẫn lạc địa phương, ngược lại là một cái phương pháp, dựa theo tứ đại cường giả nói sao 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 quay về thánh tổ vẫn lạc trong đất có tiến vào luân hồi thông đạo nhập khẩu cái này tin tức có thể so sánh thôn tiên bí cảnh bên trong có tiến vào luân hồi thông đạo nhập khẩu cái này tin tức cần nhờ phổ nhiều. Ba tháng về sau, hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền, nhảy thời không, đi đến rồi hải ngoại thế giới. Vì rồi tiết kiệm thời gian, Lâm Phong một mực ở thiêu đốt tiên thạch, lấy tiên thạch liên tục không ngừng cung cấp cho hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền. Kể từ đó, hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền mới có thể tiếp tục không ngừng nhảy thời không, mỗi ngày tiêu hao tiên thạch số lượng nhiều đạt trên trăm vạn. Ba tháng tiêu hao tiên thạch số lượng không sai biệt lắm có một cái ức trái phải rồi, người bình thường nhưng không có cách nào thừa nhận như vậy tiêu hao, bất quá đối với Lâm Phong mà nói nói, loại này cấp bậc tiêu hao, cũng không coi vào đâu hải ngoại thế giới mênh mông sóng xanh nhộn nhạo hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền rất nhanh tại trên biển thế giới phi hành lâm phong nhìn về phía chớ chúa oa oa hỏi người lúc trước tới hải ngoại thế giới rồi vâng chớ chúa oa oa gật gật đầu vì chuyện gì lâm phong hỏi chớ chúa oa oa nói không nói cho ngươi lâm phong bĩu môi nói còn dùng khiến cho thần bí như vậy sao vừa lúc đó phía trước truyền ra tới rồi kịch liệt ba động cảm nhận được phía trước ba động về sau Lâm Phong sắc mặt liền biến đổi, loại kia ba động thật sự là quá cường đại rồi, Lâm Phong cảm giác, tuyệt đối là tuyệt thế cường giả đại chiến sinh ra ba động, bằng không mà nói, ba động sẽ không như thế khủng bố. Chương 5156, một vòng Thái Dương. Lâm Phong tự nhiên vô cùng hiếu kỳ, cho nên hắn hướng thao túng hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền hình người khôi lỗi ra lệch, hình người khôi lỗi tăng nhanh rồi tốc độ, hướng phía phía trước rất nhanh phóng đi, không có bao lâu, bọn họ liền đi tới rồi đại chiến ngoại vi khu vực chỉ thấy trong hư không xuất hiện rồi một vòng thái dương. Kia vầng thái dương, nóng bỏng vô cùng, giờ này khắc này, có năm tên tu sĩ đang tại vây công kia vầng thái dương. Một người tu sĩ, chính là sau lưng mọc lên hai cánh trung niên nam tử, kia tên trung niên nam tử thân thể xung quanh lượn lờ lấy khủng bố lôi đình lực. Kia tên trung niên nam tử, chính là lôi thần nhất tộc tu sĩ, tại đời chín lôi thần bên trong, đời thứ nhất lôi thần tựa hồ chính là một tên sau lưng mọc lên hai cánh tu sĩ, cho nên nói, đối phương hẳn là đời thứ nhất lôi thần hậu nhân. Tên thứ hai tu sĩ, chính là một tên long tộc tu sĩ, nhìn xem có chút tuổi trẻ, nhưng kỳ thực trên thời gian tu luyện đã cực kỳ dài rằng giặc rồi, chỉ nhìn lấy tuổi trẻ mà thôi, hắn hóa thành rồi hình người, thế nhưng đầu mặt trên còn có sừng rồng, nhìn xem hết sức anh Tuấn, chiến lược dị thường mạnh mẽ. Tên thứ ba tu sĩ, thì là một tên ma đạo cường giả. Tại bất tử giới nói, tuy Lâm Phong nhìn thấy ma đạo cường giả không tính đặc biệt nhiều, bất quá, chân chính lại nói tiếp nói, Lâm Phong cũng tiếp xúc một chút ma đạo cường giả, trước mắt này tên ma đạo cường giả Lâm Phong không nhận ra, hắn nhìn lấy đại khái được có chừng 2 mét, cao lớn khôi ngô, ăn mặc một thân rộng lớn ma bào. Khí tức trên thân khủng bố khiếp người, người này tuyệt đối là một tôn lợi hại tồn tại, đệ tứ tên tu sĩ thì là một tên tà đạo cao thủ, ăn mặc một thân áo bào xám, mà lại, hắn đeo mũ rộng vành, kia đỉnh mũ rộng vành cũng không phải là tầm thường mũ rộng vành, tầm thường mũ rộng vành khó có thể ngăn cản được tu sĩ thần niệm dò xét, cho nên đeo lên cùng không có mang trên cơ bản cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng này tên tu sĩ đeo mũ rộng vành rõ ràng bất đồng. Này tên tu sĩ đeo mũ rộng vành có thể ngăn cách tu sĩ dò xét. Cho nên, cái này người hình dạng thế nào Lâm Phong cũng không rõ ràng lắm. Về phần thứ năm tên tu sĩ, chính là một tên che mặt nữ tu, nhìn dáng người vậy còn thật sự là nóng bỏng gợi cảm a à, bởi vì nhìn không đến mặt là cái dạng gì, cho nên không biết có phải hay không là mỹ nữ, bất quá từ nơi này nóng bỏng dáng người mặt trên phỏng đoán nói hẳn là một tên đỉnh cấp mỹ nữ. Về phần bị vây công kia Luân Thái Dương, tự nhiên không phải chân chính Thái Dương, cụ thể là cái gì, Lâm Phong cũng không biết, bất quá vật kia xem ra thật sự rất giống là Thái Dương thu nhỏ lại về sau bộ dáng. Ngũ đại cường giả tu vi đều hết sức mạnh mẽ, bọn họ thể hiện ra tới rồi cực kỳ khủng bố chiến lực. Thế nhưng, làm công kích của bọn hắn đánh vào kia vầng Thái Dương mặt trên thời điểm, hồ cũng bị kia vầng thái dương cho thôn vệ hấp thu. Kia vầng thái dương, thật đúng là phi phạm a à. Người cảm thấy kia vầng thái dương bên trong là vật gì? Lâm phong nhìn về phía chớ chú oa oa hỏi. Chớ chú oa oa lắc đầu, lập tức nói, khó mà nói. Hào quang ngăn cách rồi thần niệm dò xét, bởi vậy không biết bên trong đến cùng là vật gì. Lâm phong không khỏi sờ lên cái cằm, tuy không biết kia vầng thái dương bên trong đến cùng là vật gì thế nhưng Lâm Phong lại có thể cảm nhận được kia vầng thái dương bên trong đồ vật phi phàm chỗ. Loại đồ vật này, chẳng lẽ là một kiện pháp bảo lợi hại sao? Lúc này, kia vầng thái dương bắt đầu rồi phản kích. Kia vầng thái dương bên trong chiếu xạ ra ngoài rồi óng ánh trói mắt trùm sáng. Mỗi một đạo trùm sáng cũng có thể xuyên qua hư không. Uy lực mạnh, thật đúng là làm cho người ta cảm giác được kinh hãi. Từng đạo trùm sáng, chiếu xạ hướng rồi vây công kia vầng thái dương ngũ đại cường giả ngũ đại cường giả ngăn cản lên vậy mà cũng bị kia từng đạo trùm sáng bước có chút luống cuống tay chân lên thật là lợi hại công kích kia vầng thái dương thật đúng là bất phàm lâm phong trên mặt lộ ra rồi giật mình biểu tình bất quá ngũ đại cường giả tu vi cũng hết sức mạnh mẽ cho nên bọn họ mặc dù có chút chật vật thế nhưng cũng không có bị thương mà kia vầng thái dương đánh ra công kích tuy hết sức cường đại nhưng là công kích như vậy hiển nhiên là không cách nào lâu dài nếu như không cách nào lâu dài vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng thế nhưng là kia vầng thái dương hiển nhiên vô pháp tại trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu nghĩ muốn tổn thương tới ngũ đại cường giả không phải là một chuyện dễ dàng sự tình cho nên kia vầng thái dương cũng không có ham chiến xuống dưới ý tứ kia vầng thái dương trực tiếp phá tan rồi vòng vây về sau liền rất nhanh hướng phía bên ngoài phóng đi truy một tên cường giả lạnh giọng nói dẫn đầu đuổi theo đón lấy mặt khác tứ đại cường giả cũng rất nhanh đuổi theo về phần hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền, trực tiếp bị ngũ đại cường giả cho bỏ qua, chỉ cần không ngại bọn họ, bọn họ mới không để ý tới sẽ hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền có lai lịch ra sao đâu. Kia vầng thái dương cùng ngũ đại cường giả trước sau rời đi. Chớ chú Hoa Hoa nói, nếu không chúng ta cũng truy đi lên xem một chút. Lâm Phong nói, hay là thôi đi, kia ngũ đại cường giả tu vi cường đại, đoán chừng lai lịch phi phàm, chúng ta còn có chuyện xử lý, không có thất muốn cùng bọn họ sản sinh tranh chấp chớ chúa oa oa ngấm lại cũng là đạo lý này, bởi vậy liền không có nhắc lại chuyện này, còn cần bao lâu mới có thể đến như lời ngươi nói tiên nguyệt khe cái địa phương kia. Lâm Phong hỏi, chớ chúa oa oa nói, tiên nguyệt khe tại Tây Hải Trung bộ khu vực, chúng ta bây giờ thì là tại Tây Hải ngoại vi khu vực, tốc độ nhanh nói, cần một tháng thời gian, tốc độ chậm nói, cần thời gian lại càng dài rồi. Ừ, Lâm Phong gật gật đầu, tiếp xuống hành trình, hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền như cú tốc độ cao nhất chạy đi. Một tháng về sau, bọn họ khoảng cách tiên nguyệt khe đã rất gần. Tại khoảng cách tiên nguyệt khe chỉ còn dưới 300 dặm mà hòn đảo, hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền ngừng rồi xuống đến. Lâm Phong nguyên bản là ý định trực tiếp đi đến tiên nguyệt khe, thế nhưng chớ chú Hoa oa nghĩ muốn tại trên hòn đảo mặt nghỉ ngơi một ngày. Trên đường tiêu phí rồi bốn cái tháng, một mực không có đỗ, cũng xác thực hết sức vất vả. Lâm Phong liền đáp ứng rồi xuống đến. Hòn đảo này gọi là tiên nguyệt đảo. Tiên nguyệt đảo diện tích hết sức khổng lồ, đây là khoảng cách Tiên Nguyệt Khe gần nhất một chỗ tu sĩ tụ tập khu. Tiên Nguyệt Khe cái chỗ này tuy nguy hiểm, thế nhưng lấy Tiên Nguyệt Khe làm trung tâm, xung quanh 300 dặm trong hải vực thừa thải rất nhiều chân quý tài nguyên. Cho nên, nơi này hấp dẫn lấy đại lượng tu sĩ đến nơi, rất nhiều tu sĩ đều mạo hiểm tiến vào đáy biển tìm kiếm các loại chân quý bảo bối, sau đó lấy ra đi chào hàng. Tại Tiên Nguyệt đảo mặt trên, có thật nhiều cửa hàng, những cái kia cửa hàng đều tại thu mua đủ loại kỳ chân dị bảo. Trừ rồi cửa hàng bên ngoài, còn có rất nhiều cỡ lớn thương hội, cỡ lớn thương hội tài liệu càng thêm hùng hậu, cũng ở thu thập lấy đủ loại kỳ chân dị bảo. Rất nhiều lớn thương lượng lại ở chỗ này thu mua rồi đồ vật, sau đó vận đến đất liền khu. Giá cả, thường thường là có thể chờ mình vài lần, kiếm bồn đầy hồ lô tràn, lâm phong cùng chớ chú oa à oa leo lên tiên nguyệt đảo về sau liền tiến đến tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Lâm phong, hải ngoại thế giới, chính là mai táng chỗ của ngươi, lâm phong không có chú ý, âm thầm một đạo ánh mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn chầm chầm hắn. Kia tôn tồn tại, phát ra rồi âm trầm oán độc thanh âm. chương năm bạn nữ, Lâm Phong tự nhiên không có chú ý tới trong thâm tâm thậm chí có người nhìn chầm chầm hắn. Lâm Phong đi ở trên đường cái mặt, chỉ cảm thấy nơi này đủ loại hồng trần khí tức đập vào mặt. Khắp nơi đều là tiếng giao hàng, không giống như là tu luyện giả thế giới, ngược lại như là đi đến rồi thế tục thế giới đồng dạng. Tu luyện giả thế giới, giống như đều so sánh an tính, không có như thế phát tiết, duy chỉ có thế tục thế giới, mới có thể như vậy phát tiết, giống như là một cái to lớn chợ bán thức ăn đồng dạng, nghe được phát tiết âm thanh về sau. Nơi này rất nhiều kỳ chân dị bảo đều là 10 phần hiếm thấy, nếu ngươi là có vừa ý kỳ chân dị bảo cũng có thể xuất thủ, chớ chú Hoa Hoa nói. Lâm Phong nói, ta xem rồi một cái, quả thật có không ít kỳ lạ cổ quái đồ chơi, bất quá ta đối những vật này không có cái gì hứng thú chờ chúng ta tìm đến chỗ ở về sau ta dẫn ngươi đi chân bảo các nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ ở chỗ đó tìm đến ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Chớ chúa oa oa nói, chân bảo các, đây là địa phương nào? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Chớ chúa oa oa nói, là Tây Hải Long cung mở một chỗ thương hội, cái địa phương kia có chân quý nhất bảo bối, Tây Hải Long cung trưởng khống Tây Hải thế giới, rất nhiều tu sĩ vô pháp khai thác bảo bối, Tây Hải Long cung người cũng có thể khai thác ra ngoài cho nên, chân bảo các bên trong có thật nhiều bên ngoài không thấy được đồ vật. Lâm Phong nói, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước nhìn thấy kia tên Long Tộc Cường giả sao? Không biết có phải hay không là Tây Hải Long cung người? Chớ chú Hoa Hoa tự nhiên nhớ rõ kia tên Long Tộc Cường giả rồi, lúc trước ngũ đại Cường giả vây công kia vầng Thái Dương, một người trong đó chính là Long Tộc Cường giả. Chớ chú Hoa Hoa nói, quả thật có khả năng này, rốt cuộc, tại Tây Hải thế giới sinh động Long Tộc Tu Sĩ giống như đều là Tây Hải Long cung Long Tộc Tu Sĩ, đương nhiên cũng không bài trừ từ bên ngoài đến long tộc tu sĩ. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức nói, này Tây Hải Long Cung là cái dạng gì thế lực? Chớ chú Hoa Hoa nói, chúng ta hiện tại ở vào trung bộ khu vực, tại Tây Hải thế giới, long tộc nắm giữ rồi nội bộ khu vực một bộ phận lớn lãnh địa, trung bộ khu vực, ngoại vi khu vực một bộ phận cũng bị long tộc nắm giữ lấy, tuy Tây Hải thế giới có thật nhiều thế lực, thế nhưng long tộc, tuyệt đối là đệ thế lực lớn nhất. Đó là một không người nào dám đi chiêu chọc thế lực, Tây Hải Long Vương lại càng là thái cổ thời kỳ cường giả, hơn nữa nghe nói Tây Hải Long Vương có thật nhiều bất đồng trạng thái chiến đấu. Mỗi một chủng trạng thái chiến đấu đều nắm giữ lấy một loại cực kỳ khủng bố năng lực, cho nên Tây Hải Long Vương là một tôn cực độ khủng bố tồn tại. Bất đồng trạng thái chiến đấu, Lâm Phong kinh ngạc, không biết chớ chú Hoa Hoa lời nói này là có ý gì, bất đồng trạng thái chiến đấu là cái gì trạng thái. Lâm Phong đối với cái này ngược lại là vô cùng tò mò. Tiên Nguyệt Đảo tuy hết sức khổng lồ, Thế nhưng ra vào tiên nguyệt đảo tu sĩ thật sự là quá nhiều rồi Tây hải thế giới tu sĩ bản thân liền tương đối nhiều Mà tiên nguyệt khe bên này tài nguyên phong phú Hấp dẫn tới rồi đại lượng tu sĩ Mọi người tự nhiên cũng sẽ ở tiên nguyệt đảo mặt trên nghỉ ngơi rồi Cho nên tiên nguyệt đảo mặt trên khách điếm đều nhanh cũng bị đổ đầy rồi Liên tiếp tìm rồi nhiều nhà khách điếm cũng không có có thể tìm đến có phòng chống khách điếm Bất quá cuối cùng vẫn còn tại một cái khách sạn bên trong tìm đến rồi chỗ ở Lần này chỗ ở không phải là đơn độc bình việt đơn độc đình viện đã sớm ở đầy người rồi, lần này khách điếm chính là phòng trọ, hơn nữa chỉ có một gian. Lâm Phong ngược lại là cảm giác không sao cả, hắn là một cái đã có thể hưởng thụ được rồi vinh hoa phú quý, cũng có thể tại gian khổ sinh hoạt dưới sung sướng sinh hoạt người, huống chi bây giờ hoàn cảnh kỳ thật là tương đối tốt, cũng không phải là tại trong núi rừng qua đêm có thể đánh đồng. Nghỉ ngơi rồi một phen, buổi tối thời điểm, chớ chú Hoa Hoa liền hô Lâm Phong đi đến chân bảo các. Biết rõ bạn nữ sao, Chớ chú Hoa Hoa nhìn về phía Lâm Phong cười hì hì mà hỏi. Nghe nói qua, Lâm Phong gật gật đầu, hắc hắc, chân bảo các tỷ nữ đều là bạn nữ, những cái kia bạn nữ dáng người siêu cấp nóng bỏng, hơn nữa tính cách ôn nhu như nước đồng dạng, là thích hợp nhất làm thê tử nhân tuyển rồi, có lẽ người có thể mua một cái bạn nữ làm thiếp thân nha hoàn, đến lúc sau đối phương nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phục thị ngươi. Chớ chúa Hoa Hoa nói, Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt, ra hỏa này đem chính mình trở thành người nào rồi chân bảo các tại náo nhiệt nhất phố xá sầm uất trung tâm. Nơi này có rất nhiều đại thương hội, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, nhưng chân bảo các lại là hạc giữa bầy gà địa phương, cái khác đại thương hội tối đa cũng chỉ có tầng 7 mà thôi, chân bảo các lại tu kiến rồi chọn vẹn tầng 16 nhiều, giờ này khác này, đại lượng tu sĩ ra ra vào vào. Chớ chú oa Hoa nói, chân bảo các lầu một là biểu hiện ra đại sảnh, trưng cầu đại sảnh, chân bảo các lầu 2 đến lầu 4 là phổ thông chân bảo. 5 tầng đến lầu 7 là chân quý chân bảo, lầu 8 đến lầu 10 tầng là hiếm thấy chân bảo, lầu 11 đến lầu 13 là đáy biển trí bảo. 14 lầu đồ vật bên trong lại càng vì chân quý rồi, người bình thường là không thể đi lên 14 lầu. 15 lầu là tổ chức giao dịch hội, đấu giá hội địa phương, có chuyên môn thông đạo đi thông 15 lầu, đi thang lầu là không thể đi lên, lầu 16 là chân bảo các cao tầng nghỉ ngơi địa phương. Nghe được chớ chú Hoa Hoa một fan giới thiệu về sau lâm phong đối chân bảo các có rồi một cái so sánh trực quan lý giải hắn không khỏi gật gật đầu đối với chân bảo các lâm phong cũng là có chút có hứng thú không biết có phải hay không là có thể từ chân bảo các bên trong đảo đến một chút thứ tốt không có bao nhiêu sẽ lâm phong cùng chớ chú oa oa liền đi tới rồi chân bảo các bên trong một tên bạn nữ nhẹ nhàng bước liên tục hướng phía hai người đi tới này tên bạn nữ dáng người cao gầy tùy mị ăn mặc một thân khiết phái dài khuôn mặt nhìn xem dịu dàng mỹ lệ một đôi ngập nước con mắt lớn nhìn xem hết sức xinh đẹp, làm cho người ta thương tiếc, sau lưng của nàng sinh ra một đôi to lớn vỏ sò. So. Kia bạn nữ đi đến Lâm Phong cùng chớ chú Hoa Hoa bên người về sau hướng hai người hành lễ. Lập tức đứng dậy hỏi, hai vị công tử tới chân bảo các, là muốn chào hàng đồ vật. Hay là muốn mua đồ vật, tu luyện giả bình thường đều so sánh bận rộn, cho nên đi một chút đại thương hội bên trong cũng có mục đích mà đến. Nhàn rỗi không chuyện gì dạo phố loại người này cũng có, thế nhưng cũng không nhiều, cho nên tu luyện giả nói chuyện, cũng đều là bụng giả thẳng thắn. Chớ chúa Hoa Hoa nói, chúng ta đương nhiên là tới mua đồ, bên cạnh ta vị này công tử cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiên thạch, hắn tiên thạch chuyển không các ngươi chân bảo các đều không có vấn đề. Chớ chúa Hoa Hoa ra hỏa này vừa tới liền lấp rồi một cái bước. Ngươi choáng nha khoác lác bước rồi a, à. huynh đệ, khoác lác bước được thu lấy điểm, đừng thổi quá mạnh rồi. Luận khoác lác bước công phu, lão tử liền phục ngươi xung quanh một chút tu sĩ nghe được chớ chú Hoa Hoa vừa mới kia lời nói về sau nhất thời bảy mùng tám lưỡi mà thảo luận nói, bọn họ tự nhiên không cho rằng chớ chú Hoa Hoa nói là sự thật, đều cảm thấy chớ chú Hoa Hoa đang khoác lác bức. Tiếp đãi lâm phong cùng chớ chú Hoa Hoa bạn nữ lại là vẻ mặt tươi cười bộ dáng, cũng không có đôi chớ chú Hoa Hoa lộ ra bất kỳ khinh bị ý tứ. Loại thái độ này, ngược lại là hết sức chức nghiệp. Trường 5158, Dự trữ thần thông biển sâu huyền tinh đi đi đi, có các người sự tình gì, chính các người cùng bước một cái, cùng ta nhóm có thể không hề cùng dạng. Chớ chúa hoa hoa bĩu môi nói, ngóa nó, chúng ta là cùng ngươi không đồng nhất, chúng ta không có ngươi như vậy có thể thổi, có người mỉa mai nói. Chớ chúa hoa hoa trợn trắng mắt, đón lấy liền mặc kệ sẽ những người kia, Lâm Phong cũng không có bao nhiêu tâm tư đi phản ứng những tu sĩ kia. Hắn nhìn hướng rồi tiếp đái bọn họ bảng nữ nói, mang chúng ta bốn phía xem một chút đi hai vị công tử mời theo nô tài tới. Bạn nữ cung kính nói, sau đó ở phía trước dẫn đường. Lâm Phong cùng chớ chú Hoa Hoa, đi theo rồi đằng sau. Chớ chú Hoa Hoa trời sinh có một khỏa bát quái chi tâm, hắn cười hỏi, người gọi là gì? Bạn nữ nói, chúng ta ở chỗ này không có tên tuổi, cái số này chính là ta tên. Bạn nữ chỉ hướng bên hông mình phối đeo một cái hàng hiệu, trên đó viết một cái tám chữ. Này đã nói rõ ràng, này tên bạn nữ, là số tám chớ chúa oa oa nhất thời nói bà mẹ nó chân bảo các thật sự là rất không phải nhân tính hóa rồi vậy mà không cho các ngươi kêu tên của mình loại hành vi này thật sự là làm cho người ta không thể chịu được nếu là ta nhìn thấy rồi các ngươi chân bảo các các chủ ta nhất định hướng hắn phản ánh phản ánh chuyện này bạn nữ nói là các chủ nghĩ muốn để ta nhóm toàn tâm đi nỗ lực công tác mới như vậy lâm phong nói các ngươi tại chân bảo các bên trong là rèn luyện sao bạn nữ gật gật đầu nói đúng vậy chúng ta sẽ ở chân bảo các bên trong rèn luyện 100 năm thời gian đợi đến rèn luyện chấm dứt căn cứ công trạng chúng ta cũng tìm được bất đồng ban thưởng ừ lâm phong gật gật đầu này một chút cùng hắn tưởng tượng ngược lại là không sai biệt lắm chớ chúa oa oa nói rèn luyện tốt rèn luyện nói hay là tự do thân người lớn lên như vậy đúng giờ có hay không nam nhân a à? nghe được chớ chúa oa oa lời nói này về sau lâm phong nhất thời hết sức không lời gia hỏa này thật sự là thô bỉ a à. nào có hỏi như vậy người ta người ta là nữ hài tử a à. quả nhiên bạn nữ khuôn mặt hơi đỏ lên bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái nói một lòng tu luyện chưa từng nghĩ tới phương diện này chớ chúa oa oa nói này đã có thể không đúng rồi nhất định phải vì chính mình tương lai chuẩn bị sẵn sàng a à. như vậy tốt rồi ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng chính là ta bên người vị này công tử nhân phẩm tốt lớn lên đẹp trai còn trẻ tiền nhiều nhân phẩm thật tốt tương lai lại càng là không thể lường được, hiện tại cũng không thể xưng tiềm lực cổ rồi, hiện tại chính là một phương bá chủ, nếu không ngươi liền cùng hắn xong chưa, buổi tối thời điểm, đến gạo nấu thành cơm, vậy ngươi đã có thể phát đạt rồi. Bạn nữ nghe được chớ chú oa oa những lời này, vụng trộm nhìn thoáng qua lâm phong. Trước mắt vị này công tử xác thực rất anh tuấn, bất quá vị này công tử địa vị rất lớn sao, bạn nữ khuôn mặt càng thêm hồng hào. Lâm Phong thì là hung dữ nhìn về phía chớ chú Hoa Hoa, nói, Ngươi choáng nha nếu là lại dám ở chỗ này nói hưu nói vượt nói, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Hắc hắc, chỉ đùa một chút sinh động một cái bầu không khí đi. Chớ chúa oa oa nhếch miệng nở nụ cười, bất quá hắn không có tiếp tục ở đây cái chủ đề mặt trên nói chuyện nhiều. Tại bảng nữ dẫn dắt, Lâm Phong cùng chớ chúa oa oa hướng phía mặt trên bước đi. Đi đến lầu 2, Lâm Phong nhìn rồi một vòng, cũng không có thấy ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Hắn cùng với chớ chúa oa oa không có ngừng lại, tiếp tục hướng phía mặt trên đi đến tại năm tầng thời điểm lâm phong thấy được rồi một loại đặc thù thủy tinh đó là một loại trạm thủy tinh nhìn xem hết sức mỹ lệ bạn nữ giới thiệu nói công tử đây là biển sâu huyền tinh loại này biển sâu huyền tinh so sánh đặc thù có thể dự trữ pháp lực thậm chí có thể dự trữ một chút thần thông hả còn có thần kỳ như thế hiệu quả nghe vậy lâm phong không khỏi hơi hơi giật mình nếu là thật sự như bạn nữ chỗ nói đồng dạng biển sâu huyền tinh thật sự là là đồ tốt ra. À? Đúng vậy, bạn nữ gật gật đầu, nói, biển sâu huyền tinh rất khó khai thác, cho nên giá cả so sánh đắt đỏ, một mai biển sâu huyền tinh, cần 10 vạn tiên thạch. Không đắt, mới 10 vạn, 100 vạn chúng ta cũng mua nổi. Chớ chú oa oa một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Lâm Phong đối biển sâu huyền tinh xác thực sản sinh rồi hứng thú. Bởi vì Lâm Phong nữ nhân tương đối nhiều, Lâm Phong nhiều khi không tại bên cạnh của các nàng, Tự nhiên sẽ so sánh lo lắng an nguy của các nàng. Cho nên, Lâm Phong ý định luyện chế một chút biển sâu huyền tinh, đem chính mình tu luyện một chút cường đại thần thông phong ấn tại biển sâu huyền tinh nội bộ. Sau đó đưa cho chính mình những nữ nhân kia, nếu là các nàng gặp được nguy hiểm nói, có thể kích hoạt biển sâu huyền tinh, đem biển sâu huyền tinh nội bộ phong ấn thần thông thả ra. Kể từ đó, liền tương đương với toàn lực của mình một kích, dù cho không thể giết chết đối phương, hẳn cũng có thể vì các nàng chạy trốn thắng được thời gian. Lâm Phong hỏi, loại này biển sâu huyền tinh các ngươi nơi này có ít nhiều. Bạn nữ nói, số lượng không nhiều lắm, tính cả tồn kho biển sâu huyền tinh, có chừng 100 mai trái phải. Số lượng quả thật có điểm ít a. À. Lâm Phong không khỏi có chút cảm khái. Một mai biển sâu huyền tinh đoán chừng cũng chỉ có thể phong ấn một loại thần thông, cho nên Lâm Phong tự nhiên nghĩ muốn nhiều làm một chút biển sâu huyền tinh, một nữ nhân chỗ đó đưa 10 cái 8 cái, như vậy Lâm Phong mới yên tâm. Nhưng đáng tiếc, đối phương biển sâu huyền tinh số lượng cũng không nhiều. Đem tồn kho biển sâu huyền tinh cũng toàn bộ lấy ra đến đây đi, ta đều muốn rồi. Lâm Phong nói, nghe vậy, bạn nữ nhất thời vui mừng. Tính cả tồn kho không sai biệt lắm 100 mai biển sâu huyền tinh, một mai 30 vạn tiên thạch, 100 mai chính là 3.000 vạn tiên thạch. Bình thường một cái tháng, bạn nữ cũng không nhất định có 3.000 vạn tiên thạch tiêu thụ công trạng. Nhưng hôm nay một cái hộ khách liền vì nàng mang đến rồi 3.000 vạn lớn đơn đặt hàng, bạn nữ tự nhiên cao hứng Đây đối với nàng công trạng đánh giá Là cực kỳ mấu chốt Công tử hơi chờ một lát Ta hiện tại liền đi nhà kho đem những cái này Biển sâu huyền tinh điều tới Bạn nữ nói tốt đi thôi Lâm Phong nói bạn nữ rời đi Lâm Phong cùng chờ chú Hoa Hoa Ở chỗ này đợi Không có bao nhiêu sẽ Bạn nữ liền trở lại Bên người còn đi theo một tên lão già Này tên lão già cũng là Long Cung Tu Sĩ Hắn là một tên thâm hải Long Quy Biến Thành Mà Thành trưởng phòng nhà kho, từ trong khố phòng điều lấy đồ vật thời điểm, nếu là mức không có quá lớn, Long Quy trưởng lão bình thường sẽ không tự mình ra ngoài, mà là phái một tên chấp sự đi theo ra ngoài xem xét. Bất quá hôm nay thành giao mức đạt tới rồi 3.000 vạn, đã là một bút to lớn tài phú, cho nên Long Quy trưởng lão tự mình cùng rồi ra ngoài. Hai vị công tử, vị này chính là chúng ta chân bảo các phụ trách nhà kho Long Quy trưởng lão. Bạn nữ hướng lâm phong cùng chớ chú Hoa Hoa giới thiệu nói. Long quy trưởng lão trên mặt vẫn luôn là cười tùm tìm biểu tình. Hắn ôm quyền, vừa cười vừa nói hai vị công tử, đồ vật đã lấy ra rồi, tổng cộng 103 khỏa biển sâu huyền tinh, công tử tiền trả 3.000 vạn tiên thạch là được. Này Long quy trưởng lão ngược lại là một cái có phần sẽ đến sự tình người, chủ động cho Lâm Phong yêu đãi rồi 90 vạn tiên thạch, tuy Lâm Phong không kém này 90 vạn tiên thạch, nhưng nếu là Long quy trưởng lão có hảo ý tư, Lâm Phong tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt Long quy lão tổ hảo ý, bởi vì liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Lâm Phong vung tay lên, một đoàn pháp lực tuôn ra, một mảnh tiên thạch trường hà bị Lâm Phong phong ấn ở trong đó, cái kia tiên thạch trường hà, vừa vặn do 3.000 vạn tiên thạch cấu thành. Trường 5159, trắng trợn mua sắm. Nơi này tổng cộng là 3.000 vạn tiên thạch, Long Quy trưởng lão xem xét một chút đi. Lâm Phong cong ngón búng ra, bao trùm 3.000 vạn tiên thạch pháp lực quang đoàn bay về phía rồi Long Quy trưởng lão. Long Quy trưởng lão xem xét rồi một cái, phát hiện đúng là ba ngàn vạn tiên thạch trên mặt nhất thời lộ ra tới rồi cười tủm tỉm biểu tình hắn đem ba ngàn vạn tiên thạch thu vào lập tức nói ta cùng công tử đi dạo như thế nào chớ chúa oa oa bĩu môi thầm nghĩ có đại mỹ nữ cùng chúng ta ai muốn ngươi một cái lão già họng hẹm cùng a à? đương nhiên nội tâm nói thầm lời nói này cũng không nói ra bằng không mà nói vậy cũng liền thật sự đắc tội long quy trưởng lão chớ chúa oa oa lại không ngốc tự nhiên biết rõ tại người khác trên địa bàn mặt hay là điệu thấp một chút tương đối khá, đắc tội rồi chủ nhân, đây không phải là tìm gọt sao. Lâm Phong nói, đương nhiên được, kia vậy làm phiền Long Quy Trưởng Lão rồi. Công tử khách khí, Long Quy Trưởng Lão vừa cười vừa nói, hắn cũng không có hỏi thăm Lâm Phong thân phận, bởi vì một số người rất chán ghét bị người hỏi thăm thân phận của bọn hắn. Này một chút Long Quy Trưởng Lão người phần rõ ràng, cho nên, nhẹ nhàng trong đó, Long Quy Trưởng Lão sẽ không đi hỏi thăm khách hàng thân phận. Có thể làm cho khách hàng cao hứng như vậy là có thể nhiều tiêu thụ một ít đồ vật. Chỉnh thể công trạng tốt, Long Quy trưởng lão lấy được trích phần trăm cũng nhiều, hắn trích phần trăm có thể so sánh những cái này bạn nữ, hoặc là những cái kia chấp sự đám người cao nhiều. Tu sĩ đều so sánh chú trọng lợi ích, sở dĩ như vậy cũng là không có cách nào sự tình. Tu luyện giả thế giới, không phải người người đều như Lâm Phong đồng dạng xem tiền tài vì cặn bã. Chủ yếu là bởi vì Lâm Phong quá giàu có rồi, cho nên đối với tài nguyên tu luyện, đối với tiên thạch chấp niệm không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Mà các tu sĩ khác, bình thường tu luyện, đột phá thời điểm, đều cần tiêu hao số lượng lớn tiên thạch, cho nên, bọn họ đối với tiên thạch chấp niệm thật là trọng. Tiên thạch khó lợi nhuận A, Long Quy trưởng lão cùng bạn nữ mang theo lâm phong cùng chớ chú Hoa Hoa đi dạo lại. Kia hai tên ra hỏa là người nào, liền Long Quy trưởng lão đều tự mình ra ngoài cùng bọn họ, thậm chí có lớn như vậy mặt mũi. Có tu sĩ nhỏ giọng nói không nhận ra a, à, đoán chừng là cái gì thế gia đại tộc công tử a. À. Có người nói nói, xung quanh không ít tu sĩ đang nghị luận chuyện này, Long Quy trưởng lão rất ít cùng bị người đi dạo chân bảo các. Cho nên, khi thấy Long Quy cùng Lâm Phong, chớ chú Hoa Hoa đi dạo chân bảo các thời điểm. Bọn họ liền suy đoán Lâm Phong cùng chớ chú Hoa Hoa thân phận không tầm thường. Chớ chú Hoa Hoa nói, các người chân bảo các có cái gì đặc biệt chân quý, hiếm thấy bảo bối không có. Vượt chân quý, vượt hiếm thấy đồ vật càng tốt, chúng ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiên thạch. Long Quy Lão Tổ vừa cười vừa nói, vậy chúng ta trực tiếp đi 14 lầu A, cái địa phương kia đồ vật, đều là chân phẩm trí bảo. Tốt, liền đi 14 lầu xem một chút đi, Lâm Phong nói. Bạn nữ ở phía trước dẫn đường, mọi người đi đến rồi thang máy bên cạnh, cưỡi thang máy đi đến 14 lầu. Rất nhanh, một đi bốn người liền tới đến rồi 14 lầu. 14 lầu diện tích rất lớn, bất quá lại có vẻ trống trải. Mỗi một kiện bảo bối, đều bị phong ấn ở rồi thủy tinh dụng cụ bên trong. Mà thủy tinh dụng cụ thì là bị cường đại cấm chế bảo hộ lấy, làm như vậy vì rồi phòng ngừa bảo bối bị người đánh cắp. Trộm bảo người, thế nhưng là 10 phần nhiều, 14 lầu khách hàng cũng không phải đặc biệt nhiều, có thể tới nơi này khách hàng, hiển nhiên đều là thân phận phi phàm người. Long Quy trưởng lão vừa cười vừa nói, hai vị công tử, nơi này bảo bối, toàn bộ đều là chân phẩm bên trong chân phẩm, giá cả phi phàm. Ừ, Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó hắn hướng phía bên trong đi đến, Lâm Phong nhìn về phía rồi gần nhất một kiện bảo bối, phát hiện đây là một cây huyết san hô. Long Quy trưởng lão nói, gốc này huyết san hô cùng tầm thường huyết san hô không đồng nhất, đầu tiên, gốc này huyết san hô sinh trưởng rồi 173 vạn năm thời gian, như vậy dài niên đại là cực kỳ hiếm thấy, tiếp theo, gốc này huyết san hô quanh năm suốt tháng hấp thu biển sâu thế giới u hàn chi lực, loại này u hàn chi lực có thể cải biến nữ tính thân thể để cho nữ tính thân thể trở nên càng thêm mỹ lệ động lòng người còn có huyết san hô bản thân có thể đại bổ khí huyết cho nên huyết san hô thích hợp luyện chế một chút nữ tính dùng đan dược đối thân thể của bọn hắn có to lớn chỗ tốt chớ chú Hoa Hoa nói thứ này luyện chế chú nhan đan đẹp nhan đan hiệu quả có lẽ đúng a à? đương nhiên long quy trưởng lão gật gật đầu kỳ thật cái gọi là chú nhan đan cũng không phải nói thật có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân chỉ là có thể trì hoãn giải dạ yếu mà thôi thế gian này nào có vĩnh viễn bảo thanh xuân đan dược a à? nhân thể giải dạ yếu là một loại hiện tượng tự nhiên phải không đảo ngược thế nhưng căn cứ tài liệu bất đồng chú nhan đan hiệu quả cũng là bất đồng chủ yếu thể hiện tại trì hoãn giải dạ yếu trên thời gian mặt có chú nhan đan đưa đến hiệu quả có lẽ chỉ có một thời gian ngàn năm có chú nhan đan đưa đến hiệu quả là một vạn năm có chú nhan đan đưa đến hiệu quả thì là một trăm vạn năm thời gian loại này tranh lệch liền hiện ra tới trừ đó ra đỉnh cấp chú nhan đan đối với nữ tính thân thể có một loại bổ dưỡng tác dụng đây là một loại tích cực hướng lên chuyển biến càng cao cấp chú nhan đan đối nữ tính thân thể đưa đến tác dụng lại càng lớn mà cấp thấp chú nhan đan đối với thân thể không chỉ có không có lợi ngược lại sẽ đối thân thể tạo thành nhất định tổn thương vì rồi bảo vệ ở một thời gian ngắn thanh xuân dung nhan lại phục dụng loại này đối thân thể có thương hại đan dược tự nhiên là được không bù mất sự tình bất quá rất nhiều nữ tu vì rồi mỹ lệ, lại mua không nổi đẳng cấp cao chú nhan đan, các nàng không tiếc tổn thương thân thể, cũng sẽ đi mua sắm những cái kia thấp cấp bậc chú nhan đan. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có a, à. đặc biệt đối với nữ nhân mà nói, có được nóng bỏng mê người dáng người cùng gương mặt xinh đẹp tuyệt đối là 10 phần chuyện trọng yếu. Lâm Phong cảm thấy có thể đem gốc này huyết san hô mua xuống đến, sau đó có thể luyện chế một chút chú nhan đan, mỹ dung đan một loại đồ vật giao cho nữ nhân của mình. Đến lúc sau các nàng nhất định sẽ cực kỳ cao hứng a." À. Lâm Phong cảm thấy, có lẽ này so với cho các nàng một chút chân quý pháp bảo còn muốn cho các nàng càng thêm cao hứng. "Gốc này huyết san hô ta muốn rồi." Lâm Phong nói, rất nhiều khách nhân còn có tiêu thụ nhân viên nghe được Lâm Phong liền giá cả cũng không hỏi, trực tiếp đã nói mua xuống đến ngủ ở đâu huyết san hô, cũng không khỏi có chút tắc lưỡi. "Những thứ kia đều là cực kỳ đắt đỏ đó a. À. Rất nhiều thứ đều là giá trên trời." Lâm Phong hỏi cũng không hỏi muốn mua xuống đến, thật đúng là đủ tài đại khí thô. Công tử, gốc này huyết san hô giá trị 1.800 vạn tiên thạch. Long quy trưởng lão nói, tốt, Lâm Phong gật gật đầu nói, lập tức lấy ra rồi 1.800 vạn tiên thạch giao cho rồi Long quy trưởng lão. Long quy trưởng lão lộ ra rồi sắc mặt vui mừng, xem ra hôm nay thật sự là gặp được rồi một cái trước đó chưa từng có khách hàng lớn A. Có lẽ còn có thể bán nhiều thứ hơn cho trước mắt vị này công tử. Nghĩ tới đây, Long Quy trưởng lão nội tâm liền không khỏi vui cười nở hoa rồi giống như. Hắn không dám trần chờ, nhanh chóng đem huyết san hô lấy ra giao cho rồi Lâm Phong.